Câu số 41. Ở điều kiện thường thì Chrome tác dụng với kim loại nào sau đây? Cái này thì thực ra là sẽ bị bỏ trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020, đúng không? Còn lại bây thì mình học để cho mình biết ở điều kiện thường Chrome tác dụng được với kim loại nào sau đây? Thì ở điều kiện thường thì Chrome nó không tác dụng với lưu huỳnh, không tác dụng phosphor, không tác dụng nitơ, mà ở điều kiện thường Chrome nó tác dụng với lại clo. Phương trình là Chrome tác dụng với lại clo để tạo thành CrF6. Ok. Câu 42. Vào mùa lũ để có nước sử dụng. Câu 42. Vào mùa lũ để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thì thường sử dụng chất X để làm tan cho để làm trong nước. Chất X được gọi là gì? Thì chúng ta nhìn này, chất X này, K2S4 này, Al2S4 này, 24 nước. Vậy anh này là có nhôm này. Vậy đây là phèn nhôm mà lại là muối của kali nên nó còn được gọi là phèn chua, được chưa? Phèn chua. Còn lại vôi sống là CaO nhá. Thạch cao là CaS4 loại nhá. Muối ăn là NaCl loại nốt nhá. Được chưa? Vậy là phèn chua. Đáp án đúng đáp án A. Câu 43. Công thức khoa học của sắt hai sunfat là. Câu 43. Công thức khoa học của sắt hai sunfat là. Sắt hai sunfat thì là sắt hóa trị 2, đúng không? Cái câu này giống với lại câu trong đề thi minh họa năm 2020, đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là sắt hai sunfat là C, Fe, SO4. Câu 44. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Thế thì như thầy đã nói chúng ta thì chúng ta chỉ cần nhớ là tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp là gì thôi. Thì chúng ta có là tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo là tơ visco, là tơ visco và tơ acetat, đúng không? Tơ nhân tạo chúng ta là tơ visco và tơ acetat. Thế vậy thì cái thằng visco là tơ nhân tạo chứ không phải tơ tổng hợp, bỏ này. Acetat cũng là tơ nhân tạo chứ không phải tơ tổng hợp. Mặt khác mình phân biệt được rõ ràng luôn là tơ tằm là tơ thiên nhiên nên loại nốt này, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là tơ tổng hợp là ni lông 6,6. Thực ra tất cả bọn chất dẻo, tất cả bọn ni lông, đúng chưa? Tất cả bọn cao rồi thì nó đều là tơ tổng hợp. Câu 45. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là hydro? Đây, chúng ta lưu ý này, cái phương pháp nhiệt luyện thì chỉ sử dụng để điều chế canh kim loại đứng sau nhôm nhá. Chỉ sử dụng để điều chế canh kim loại đứng sau nhôm. Về có nghĩa là đứng trước nhôm thì không thể điều chế được. Thực ra thì cái này nó đúng về mặt bản chất thôi. Bởi vì nhá, nếu mà sử dụng để các điều chế các kim loại đứng trước nhôm thì tất cả các kim loại đứng trước nhôm thì nó có một cái tính chất đấy gọi là tính khử mạnh. Nó có khả năng tác dụng với oxy ở ngay điều kiện thường. Được chưa? Vậy là natri mà vừa sản xuất ra phát nó tác dụng oxy điều kiện thường luôn, toang canxi cũng vậy, kali cũng vậy. Được chưa? Vậy chỉ có thể là sắt. Được chưa? Và rõ ràng là sắt đứng sau nhôm nhá. Vì vậy nên là chỉ có thể điều chế phương pháp nhiệt luyện với chất khử hydro là sắt thôi. Câu 46. Đun nước cứng lâu ngày trong ấm nước xuất hiện một lớp cặn, thành phần chính của lớp cặn đó là nhá. Đun nước cứng này, đun nước cứng lâu ngày trong ấm nước xuất hiện một lớp cặn, thành phần chính của lớp cặn đó là. Vậy thì cái lớp cặn đấy, cái lớp cặn ở bên trong cái thằng nước cứng đấy thì nó chính là gì nhỉ? Chính là CaCO3. Tại sao nó lại chính là CaCO3? Bởi vì nhá, ở bên trong nước cứng là nước chứa nhiều các ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng, đúng không? Và thường đa số các nước cứng tồn tại ở ngoài môi trường tự nhiên là nước cứng toàn phần, có nghĩa nó có ion HCO3 trừ và SO4 2 trừ với lại Cl trừ. Thì đun lâu ấy, cái thằng HCO3 trừ này này nó sẽ biến thành thằng CO3 2 trừ và CO3 2 trừ tác dụng với canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. Nó thường là đun lâu nó xảy ra theo cái phương trình này. CaHCO3 hai lần nhiệt phân, đun nóng nhẹ nhá thì nó tạo thành CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Ok chưa? Anh em hiểu chưa? Thế nhá, chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 47. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Cái câu này là câu hỏi về phần kiến thức của phần carbohydrates chúng ta có nhá. Này, saccharose, thế chúng ta nhớ được một chút này. Bọn monosaccharide thì gồm bọn nào? Monosaccharide thì gồm bọn nào? Gồm bọn glucose và bọn fructose nhá cả nhà nhá. Đấy, monosaccharide thì gồm glucose và fructose. Vậy thì thằng saccharose này là thằng disaccharide này.
thằng sen này là thằng polysaccharide này, thằng tinh bột này là thằng polysaccharide này, vậy monosaccharide của chúng ta là C glucose. Ok chưa? C glucose. Sang câu tiếp nha. Đấy, chúng ta thấy giải những cái câu mà đầu tiên từ câu số 1 đến câu số 20 này này nhá. Câu này là câu số 1 đến câu số 20 thì chúng ta làm sao, thì chúng ta cứ giải bình tĩnh, chúng ta cứ giải tự tin thôi, được chưa? Giải chậm mà chắc nhá. Câu 48. Trong phòng thí nghiệm, kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây? Câu này rất là hay luôn. Bởi vì là natri thì nó tác dụng với nước ở điều kiện thường nên là không ai bảo quản natri bằng nước cả. Bởi vì nếu bảo quản natri bằng nước thì natri nó tác dụng với nước theo phương trình sau này. Natri cộng nước để tạo thành NaOH cộng với lại 1/2 hydro, thế là toang luôn. Được chưa? Không thể bảo quản bằng giấm ăn, tại vì natri nó cũng tác dụng với giấm ăn luôn. Giấm ăn là CH3COOH. Natri tác dụng với lại CH3COH để tạo thành CH3COONa cộng với lại 1/2H2. Được chưa? Cũng không thể sử dụng bảo quản natri bằng thằng ancol nitric, bởi vì natri tác dụng với lại C2H5OH để tạo thành C2H5ONa cộng với lại 1/2H2. Đấy, được chưa? Vậy thì rõ ràng là chúng ta chỉ có một cách duy nhất để bảo quản natri, mà thực tế trong phòng thí nghiệm cũng bảo quản natri bằng thằng này, đấy là dầu hỏa. Và các em chú ý nhé, sau khi mà lấy cái cục natri ra ấy, khỏi dầu hỏa ấy, thì chúng ta phải lấy giấy ăn và chúng ta phải lấy giấy lọc thấm cái dầu hỏa bên ngoài đi. Lúc này thả vào natri thì nó thả cục natri trong nước thì nó mới phản ứng. Chứ nếu mà không nhá thì là natri nó sẽ có một lớp dầu hỏa bao bọc bên ngoài nên nó sẽ không xảy ra phản ứng đâu. Đấy, các em chú ý một chút ở trong cái việc mà khi là nếu chúng ta có làm về thí nghiệm. Mình sang câu tiếp, câu số 49. Amino acid tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thế chúng ta nhìn vào công thức của amino acid, mình phải nắm vững được cái tính chất hóa của nó nhá. Amino acid này nó có nhóm chức COH, vậy nó có tính của một nó có tính acid. Được chưa? Tiếp theo, nó có nhóm NH2, đúng rồi, chính xác, nó có nhờ NH2 nên nó có tính chất của một bazơ. Được chưa? Thế vậy ở đây thì hoàn toàn ta có, thì thằng này là acid tác dụng với bazơ và bazơ thì tác dụng acid nên thằng amino acid có tính lưỡng tính. Amino acid chúng ta có tính lưỡng tính, sorry, tính lưỡng tính. Được chưa? Vậy thì nó không có tác dụng với NaNO3, không có tác dụng với NaCl, không tác dụng với N2S4, mà nó chỉ tác dụng với dung dịch gì? HCl thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 50. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Cái câu này rất là dễ luôn, đúng không? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Vậy thì ở đây mình có này, AlCl3 là không có tính lưỡng tính, nó có tính axit cơ, tại vì nó là của nhôm ba cộng. NaNO3 là tính trung tính. Được chưa? Na2CO3 là tính bazơ. Vậy ở đây tính lưỡng tính của chúng ta chỉ có thằng nào? AlOH3 lần. AlOH3 lần là một hydroxit lưỡng tính nhá. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 51. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Đấy. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Chúng ta lưu ý thế này. Chúng ta lưu ý thế này để xác định thằng kim loại có tính khử yếu nhất. Thì những cái thằng kim loại có tính khử yếu ấy là nó được sắp xếp theo chiều là gì? Nó được sắp xếp theo chiều là từ bên trái sang bên phải, đúng không? Mình có cái dãy điện hóa của mình đây, là dãy điện hóa là khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á, đúng chưa? Vậy là những cái thằng ở càng ở đầu này này thì càng có tính khử mạnh, đúng chưa? Vậy thằng càng ở cuối thì càng có tính khử yếu. Vậy ở đây đề bài hỏi chúng ta là thằng có tính khử yếu nhất. Vậy trong này mình nhìn này, natri mạnh bạc, nhôm mạnh bạc, sắt mạnh bạc, vậy thằng yếu nhất của chúng ta chỉ có thể là thằng bạc mà thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 52. Công thức của axit stearic là. Thế thì tiện ở đây thì thầy nhắc lại cho chúng ta bốn cái thằng axit nha, bốn cái thằng axit béo chúng ta cần nhớ. Chúng ta có bốn cái thằng axit béo chúng ta cần nhớ như sau. Thứ nhất, một là axit stearic. Axit stearic, công thức của nó là C17H35COOH. Được chưa? Thứ hai là axit oleic, công thức của nó là C17H33COOH. Thứ ba
là axit linoleic, linoleic, công thức là C17H31COOH, và cuối cùng là 4 là axit palmitic, palmitic, công thức của nó là C15H31COOH. Đây là 4 axit béo cần nhớ nhé, bắt buộc phải nhớ. Vậy ở đây mình có công thức của axit acetic, axit stearic là C17H35COOH. Ở đây trong tất cả các bài giảng của thầy, thầy đều yêu cầu chúng ta phải thuộc những thằng này. Đấy chưa? Thằng A này là axit propionic, thằng B là axit acetic, thằng D là axit formic nhá. Câu 53. Este nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancolytic này. Là thầy làm này thì cứ thấy nó giống giống với đề thi minh họa năm 2020 nhá. Đây nhá. Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancolytic. Vậy thì hoàn toàn mình nhìn thấy này, thằng B này thì tác dụng với NaOH thì ta thu được CH3COONa cộng với lại C3H7OH, thì đây không phải là ancolytic mà đây là ancol propionic. Bỏ đáp án B. Mình xem thằng A nhé. Thằng A này của mình mà tác dụng với NaOH thì mình thu được thằng ancol là gì? C2H5OH, và nó chính là gì nhỉ? Ancolytic đi rồi. C2H5OH là ancolytic. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Được chưa? Đấy, 53 đáp án đúng chúng ta đáp án A. Tiếp nha. Sang câu tiếp theo. Câu số 54. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? Chúng ta phải gạch chân cái từ là từ chỉ nhé. Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Yêu cầu ở đề bài đây là từ chỉ. Có nghĩa là không có ăn mòn điện hóa mà chỉ có ăn mòn hóa học thôi. Có nghĩa là chỉ ăn mòn hóa học là chỉ có phản ứng hóa học xảy ra thôi, và kim loại chỉ bị ăn mòn bởi cái phản ứng đó. Hiểu chưa nhỉ? Thế bây giờ chúng ta sẽ có phân tích thế này đây. Chúng ta sẽ có cái câu 54 là ý A này, nhúng thanh kẽm vào dung dịch COS4. Khi thầy nhúng thanh kẽm vào dung dịch COS4 ấy thì thầy sẽ có một cái điều sau này, là kẽm này mà tác dụng với lại đồng 2 cộng thì nó tạo thành kẽm 2 cộng cộng với lại đồng, phải không ạ? Đúng chưa? Thì lúc này này, rất nhiều đứa là quên cái chỗ phần ăn mòn điện hóa này, thầy giảng cho hiểu nhá. Ở đây ta có này, thằng kẽm này sẽ có một lớp đồng bám ở bề mặt bên ngoài, vậy nó tạo thành là kẽm đồng đây. Được chưa? Thế vậy ở đây là có hai điện cực khác nhau về mặt bản chất. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau, bám với bề mặt nhau là tiếp xúc trực tiếp với nhau. Đúng chưa? Trong môi trường dung dịch chất điện ly. Đây, trong môi trường dung dịch COS4 là môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy thì hoàn toàn ở đây nó đủ điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Vậy ở đây ta có vừa ăn mòn hóa học là do có phản ứng xảy ra, vừa ăn mòn điện hóa. Đề bài chị hỏi chị bỏ A. Ok. Tiếp tục ý B. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch nhúng thanh sắt. Vậy tương tự, hiện tượng tương tự, sắt tác dụng với lại đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại đồng. Thì có đúng là ở đây mình có là sắt bám ở bề mặt, đây đồng bám ở bề mặt bên ngoài thằng sắt, đúng chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau, đúng chưa? Trong môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy thì nó lại là ăn mòn điện hóa, đúng không? Có cả ăn mòn hóa học nhưng mà nó có cả ăn mòn điện hóa, bỏ nốt. Được chưa? Chúng ta sang C nhé. Đồng và sắt 3 thì mình có phương trình là đồng cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Vẫn chỉ có một điện cực đồng, đúng không? Vậy là không phải ăn mòn điện hóa rồi. Nhưng mà ở đây là đồng lại bị sắt 3 cộng bào mòn đi. Vậy thằng này chắc chắn là ăn mòn hóa học. Hiểu chưa nhỉ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, ăn mòn hóa học. Ok. Thế còn lại thằng đúng nhúng thằng đồng vào dung dịch bạc này thì thằng đồng nó đẩy thằng bạc, thì bạc bám ở bề ngoài anh đồng, vậy là nó cũng tạo thành là ăn mòn điện hóa nhá. Chúng ta sang câu tiếp. Câu 55. Câu 55. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam sắt trong dung dịch HCl dư thu được V lít khí thì yêu cầu xác định được. Thế thì câu này rất là dễ. Chúng ta có tìm được số mol sắt luôn là 2,8 chia cho 56. 2,8 2,8 chia 56 bằng 0,05 mol. 0,05 mol nhé. 0,05 mol sắt tác dụng với lại HCl thì nó tạo thành là FeCl2 cộng với lại H2. Thì suy ra anh này đây 2 thì cũng là 0, suy ra số mol hydro luôn là cũng 0,05 luôn, đúng không? Chúng ta có là 0,05 mà nhân với 2,4 thì bằng 1,12 lít. 1,12 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 1,12 lít. Ok. Chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu số 56. Câu tiếp theo, câu số 56. Rót 1 đến 2 ml
rót 1 đến 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm đực đựng 1 đến 2 ml dung dịch NaHCO3. Đây. X đậm đặc vào dung dịch, vậy đây là X tác dụng với NaHCO3. Đưa que diêm đang cháy vào mặt ống nghiệm thì que diêm tắt. Tắt nhé, lưu ý nhé. Thế thì X là ancol nitrilic, chúng ta có ancol nitrilic C2H5OH thì không bao giờ tác dụng với NaHCO3, bỏ. Anhydride acetic tương tự CH3CHO không bao giờ tác dụng với NaHCO3, bỏ. Được chưa? Phenol C6H5OH cũng không bao giờ tác dụng với NaHCO3, bỏ. Được chưa? Vậy ở đây chỉ có acid acetic CH3COOH là tác dụng với NaHCO3 tạo thành CH3COONa cộng với lại CO2 cộng với H2O. Vậy cái khí thoát ra này là khí CO2, và khí CO2 này làm que diêm bị tắt. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ta sang câu tiếp nha. Câu số 57. Câu tiếp theo, câu số 57. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Thế thì tất cả này, glucose này hay saccharose, nó đều là tinh thể chất rắn không màu, vị ngọt và nó đều dễ tan trong nước. Được chưa? Lưu ý ở đây, đề bài bảo là X có nhiều trong cây mía và củ cải đường. Thế thì có nhiều trong cây mía và củ cải đường thì không phải là glucose, bởi vì glucose là có nhiều trong nho cơ. Bỏ A, bỏ C. Đúng chưa? Vậy có nhiều trong mía và củ cải đường thì chỉ có thể là B, saccharose. Được chưa? Vậy B nhá. Trong công nghiệp, X được chuyển hóa thành Y dùng để tráng gương. Sorbitol không dùng để tráng gương. Vậy tráng gương ở đây và tráng ruột phích chỉ có thể là glucose. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. Được chưa? À, tinh thể saccharose không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Saccharose có nhiều trong cây mía và củ cải đường và hoa thốt nốt. Trong công nghiệp thì sac được chuyển hóa thành chất glucose dùng để tráng gương và tráng ruột phích. Ok. Rất là dễ đúng không? Đấy, mình tiến đến cái mốc lấy 5 điểm, nhưng mình vừa tiến mình phải vừa từ từ. Mình đừng làm nhanh nhẩu đoạn, nhanh nhẩu đoạn là mất đi những cái câu điểm dễ, là rất là phí, lãng phí. Câu 58. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 2 khi kết thúc phản ứng? Đốt cháy sắt trong HCl trong clo dư thì mình thu được FeCl3. Đây là thu được muối sắt 3 chứ không phải muối sắt 2. FeOH 2 lần vào HCl ta thu được FeCl2 cộng với lại H2O thu được muối sắt 2. Vậy đáp án đúng đáp án B. Còn lại Fe2O3 và HCl thì mình thu được FeCl3 cộng với H2O, bỏ luôn đúng không? Cho Fe và H2O4 đặc nóng dư thì thu được Fe2SO4 3 lần đúng không? Loại nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Mình sang câu tiếp là câu số 59. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 59, phát biểu nào sau đây là đúng? Polymethylmethacrylate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Polymethylmethacrylate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, cái này mình mới viết ra thôi nhá. Polymethylmethacrylate đây. Methylmethacrylate là thằng này, COO CH3, được chưa? Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì nó tạo thành thằng này. Đây. Đây C đây. Đúng không? COO CH3. Đây. Đây là metin polymethylmethacrylate. Vậy đây đúng là được điều chế bằng phản ứng trùng hợp thật, đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án A. Trùng hợp là điều kiện để trùng hợp là có nối đôi CC hoặc là có vòng kém bền nhá. Thế còn trùng hợp acid epsilon amino caproic thu được polycaproamid là sai, nó phải là trùng ngưng, sai từ trùng hợp. Polyethylene terephthalate được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là sai, nó phải là trùng ngưng. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng hợp mới đúng chứ không phải là trùng ngưng. Đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sang một cái câu khá là quan trọng là câu số 60. Câu số 60 này là mốc lấy điểm. Câu số 60 này là mốc lấy điểm 5 này. Lấy điểm 5, nhưng mà nếu mà làm được đúng câu 60 là mình ăn trọn 5 điểm nhé. Các bạn anh em phải hiểu là mình ăn trọn 5 điểm, nó rất là quan trọng. Dùng nhôm để khử hoàn toàn, mình viết phương trình thôi. Nhôm này cộng với lại Fe2O3. Chúng ta tìm được số mol Fe2O3 bằng 4,8. 4,8 chia 160. 0,03 mol. 0,03 mol. 0,03 mol. Thì mình thu được Al2O3. Al2O3 cộng với lại Fe. Đúng chưa? Vậy anh này là 2, anh này là 2. Thế thì mình hoàn toàn mình có số mol Fe2O3 rồi, thì mình tìm được số mol sắt của mình bằng 0,03 nhân 2 là 0,06 chia 1. Vậy nó vẫn là 0,06. 0,06 mol sắt thì chúng ta tìm được khối lượng luôn,
là lấy 0,06 nhân 56 bằng 3,36 gam. 3,36 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Vậy chúng ta vừa tiến đến một cái mốc khá là quan trọng. Đây là mốc mình lấy điểm 5. Ok. Thế nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 61. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đề bài yêu cầu chúng ta nhá. Phát biểu nào sau đây là đúng? Alanin là hợp chất có tính lưỡng tính, mình phải viết được alanin nhá. Alanin của mình là H2N này, CH2 này, CH sorry, CH COOH này. Đây CH3 ở dưới, đây là alanin. Thì đúng là nó có đầu là đầu gì? Đây là đầu axit này. Đúng chưa? Đây là đầu bazơ này. Vậy một thằng vừa có tính axit vừa có tính bazơ, vậy nó có tính lưỡng tính là đúng. Đúng chưa? Vậy là đúng là A. Thế còn gliala có phản ứng màu bí ure là sai. Bởi vì nó phải là các tripeptide trở lên, đây mới chỉ là dipeptide thôi. Tripeptide mạch hở có 3 liên kết peptide, sai. Tripeptide mạch hở thì nó chỉ có 2 liên kết peptide thôi. Bỏ. Được chưa? Tiếp tục là ý D là dimethylamin là amin bậc 3. Dimethylamin thì nó là thằng này, CH3NH CH3 thì nó chỉ là amin bậc bậc 2 thôi. Được chưa? Đấy nhá, chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 62. Tiếp theo câu số 62. 5,9 gam aminic no đơn trước mạch hở. À, thế ở đây đề bài bỏ chúng ta từ no đơn trước mạch hở, mình phải nhớ được công thức tổng quát của amin no đơn trước mạch hở. Đúng chưa? Công thức tổng quát của amin no đơn trước mạch hở là gì? CnH2n cộng 3n. Đề bài cho ta là 5,9. Tác dụng với lại HCl thì thu được muối. Được chưa? Vậy muối chúng ta là 9,55 gam. 9,55. Vậy ở đây mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình có này, 5,9 cộng với khối lượng của HCl thì bằng 9,55. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của HCl bằng 9,55 trừ đi 5,9 bằng, được chưa? Chia cho 36,5 bằng 0,1 mol. Vậy mình có số mol HCl là 0,1. Vậy hoàn toàn do đây là amin đơn chức nên một thằng này ăn một thằng HCl, vậy hoàn toàn mình suy được số mol amin là 0,1. Vậy từ đó mình suy được phân tử khối, phân tử khối của X sẽ bằng 5,9 chia 0,1 bằng 59. Đúng chưa? Bằng 59. Và cái phân tử khối của X này thì nó lại chính bằng cái phân tử khối của thằng này. Đúng không? Đây này, bằng này 12N cộng 2N là 14N. 14N cộng với lại 3 cộng 14 là cộng với 17. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N nhá. N bằng 59. 59 trừ đi 17 bằng 42 chia cho 14 bằng 3. Bằng 3. N ta bằng 3. Ok chưa? N ta bằng 3. Với N bằng 3 mình thay ngược lại công thức này, mình suy ra được công thức của amin là C3H. 2N3 là 6 cộng 3 là 2N3 là 6 cộng 3 là 9, đúng không? C3H9N. C3H9N, vậy số nguyên tử H trong phân tử X là 9. G. 9. Ra câu tiếp nha. Câu số 63. Câu tiếp theo. Câu số 63 cho 90g glucose. Câu số 63 cho 90g glucose. Vậy ở đây mình có glucose của mình là C6H12O6. Ta tìm được số mol glucose là 90 chia cho 180. 90 chia cho 180. 90 chia 180 bằng 0,5 mol. Bằng 0,5 mol. Lên men rượu với hiệu suất 80%. 0,8 lên men rượu thì thu được C2H5OH, đúng không? Hai thằng. Vậy hoàn toàn mình có này. Mình có này. 0,5 nhân 2 thì bằng 1. Được chưa? 1 này, thuận nhân với 0,8, thuận nhân 0,8. Ok. Vậy là tới đây mình tìm ra được là số mol của C2H5 nhá là bằng 0,8. Vậy tới đây chúng ta tìm được khối lượng của C2H5 là 0,8 nhân 46 bằng 36,8. Được chưa? Vậy kết quả giá trị m của chúng ta là 36,8 gam. Đáp án đúng đáp án A. 36,8 gam. Câu 64. Câu 64. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch? Chúng ta thấy một cái mô típ của đề Trung học phổ thông quốc gia nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đúng không? Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại? Cái từ cùng tồn tại này tương đương với việc để nó cùng tồn tại thì nó
không ăn nhau hay là không tác dụng với nhau. Vậy là tương đương với việc câu hỏi là trong này những cái cặp chất nào nó không tác dụng được với nhau, đúng chưa? Vậy các em nhìn nhá. Đầu tiên này, AlCl3 cộng với KOH để tạo thành Al kết tụa AlOH 3 lần. Đúng chưa? Vậy bỏ ngay đáp án A luôn, có tác dụng với nhau. Đúng chưa? Đáp án C này, NH4Cl cộng với AgNO3 tạo thành kết tụa AgCl. Bỏ tiếp, có tác dụng với nhau. Đúng chưa? Tiếp tục này, Na2S cộng với FeCl2 để tạo thành gì? Tạo thành FeS cộng với NaCl có kết tụa FeS. Bỏ tiếp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là cùng tồn tại tương đương với việc không tác dụng với nhau thì chỉ có là thằng D, NaOH và NaLO2. Tại vì NaOH của chúng ta có tính kiềm, NaLO2 của chúng ta cũng có tính kiềm nên nó cùng tồn tại với nhau nhá. Thế là mình được 6 điểm chứ sao? Xong có 64 rồi. Thế là mình ngon ơ được 6 điểm, đúng không cả nhà? Đấy, rất là dễ thôi. Rất là dễ thôi. Mình ăn 6 điểm ăn chắc trong lòng bàn tay. Đúng không? Bây giờ mình sang câu 65. Câu 65 này nó hơi khó một tí, yêu cầu các em phải hết sức chú ý nhá. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglycerid X CX HI O6 cần oxy 2,31, thu được nước với lại CO2. CO2 là 1,65 rồi, đúng chưa? Cho m gam X tác dụng với NaOH vừa đủ. Cho m gam x tác dụng với NaOH vừa đủ, NaOH vừa đủ thì thu được glycerol C3H8O3 cộng với muối, thì đề bài cho khối lượng muối đây là bằng 26,52. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta có thế này, để giải được bài toán này thì mình đặt đi. Mình đặt số mol của thằng triglycerid X là A mol. Số mol của nước là B mol, được chưa? Vậy là mình sẽ có một cái phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn nguyên tử oxy. Bảo toàn oxy. Thì mình có 6A cộng với 2,31, 2 nhân 3 2,31 bằng B cộng với 2 nhân 1,65. Thế là mình có một cái phương trình đầu tiên. Được chưa? Thế là mình có một cái phương trình đầu tiên nhá. Phương trình thứ hai là mặt khác. Mặt khác ta có khối lượng của triglycerid này. Mặt khác ta có này, khối lượng của triglycerid này. Mình có khối lượng của triglycerid M của triglycerid này là X, MX. Thì có phải chính bằng MC, trong này có carbon mà, bằng MC cộng với MH cộng với MO ở bên trong chất béo không? MC thì có phải bằng 12 lần NCO2 không? 12 nhân 1,65. MH có phải bằng 2 lần N nước không? 2B. MO thì có phải là bằng đây, số mol oxy là 6A đúng không? Thì là 6A nhân 16. Được chưa? Được chưa? Đấy, thì đấy là ra được MX nhé. Thế thì mình có là mình tổng hợp lại, mình có MX của mình bằng 6A nhân 16. 6 nhân 16 thì bằng 96A cộng với lại 2B cộng với 12 nhân với lại 1,65 bằng 19,8. 19,8. Ok chưa? Tiếp tục này. Mình quay ngược trở lại là chỗ thằng X này cho tác dụng với NaOH vừa đủ, thì đây là amon. Thì thằng này ăn 3 NaOH đúng không? Thì đây là 3A. Xong đây lại A. Xong đây lại muối. Đúng không? Thế thì hoàn toàn chúng ta lại có một cái biểu thức bảo toàn khối lượng nữa. Bảo toàn khối lượng. Mình vừa tìm được mấy cái đây rồi. Đúng không? 96A cộng với 2B cộng với 19,8 cộng với khối lượng của NaOH là 3 nhân 40 thì bằng khối lượng của glycerol 92A cộng với M muối, đây là 26,52. Được chưa? Thế thì bây giờ mình sẽ có, vậy là mình sẽ có hai phương trình. Đây là phương trình số 1 và đây là phương trình số 2. Đúng chưa? Thầy cô đọng nó lại đây để cho chúng ta dễ nhìn hai phương trình nhá. Mình thấy cô đọng giữa đây hai phương trình. Phương trình số 1 này. 6A
trừ b thì bằng 2 nhân 1,65 trừ 2 nhân với lại 2 nhân 1,65 trừ 2 nhân 2,31 bằng -1,32. -1,32. Ý 2. Đúng không? Mình có này, 96a cộng với lại 120a trừ 92a. 96 cộng 120 trừ 92 bằng 124a. 124a. Được chưa? B này. Cộng 2b. Cộng 2b, chỉ có 2b thôi. Cộng 2b thì bằng 26,52 trừ đi 19,8. 26,52 trừ đi 19,8 bằng 6,72. 6,72. Được chưa? Đến đây mình tìm được AB. A bằng B bằng, xem nhá. 6 bằng trừ 1 bằng trừ 1,32 bằng 124 bằng 2 bằng 6,72 bằng 0,03 và 1,5. A bằng 0,03, B bằng 1,5. Đề bài hỏi chúng ta, đề bài hỏi chúng ta là giá trị của A là đây này, M gam X tác dụng tối đa với A mol brom. Được chưa? Thế mình có nhé, ở đây mình có này, số mol của nước là bằng 1,5 mà số mol nàng này là bằng 0,03. Đúng chưa? Mặt khác mình luôn luôn có này, trong phản ứng cháy mình luôn luôn có một cái biểu thức mà đứa nào không biết thì phải nhớ lại, là số mol CO2 trừ số mol nước chia cho số mol cháy thì luôn bằng K trừ 1. Được chưa? Cái biểu thức này mình luôn luôn phải nhớ nhé, luôn bằng K trừ 1. Vậy suy ra mình có này, số mol CO2 của mình là 1,65. Đây 1,65 trừ số mol nước là 1,5. 1,65 trừ số mol nước là 1,5 chia cho số mol cháy là 0,03 thì luôn bằng K trừ 1. Suy ra mình tìm được K. 1,65 trừ 1,5 chia 0,03 bằng 5, cộng 1 là 6. Vậy K của mình bằng 6. K bằng 6 ở đây, K bằng 6 ở đây, K bằng 6 này chính là bằng số pi cộng số vòng của thằng X. Được chưa? Thế thì trong thằng X của chúng ta, do nó là triglycerid, triglycerid nhá, do thằng X của chúng ta là triglycerid nên dẫn đến một điều là nó sẽ có này 3PCOO nằm ở trong chức este. Đúng chưa? Mà tổng số pi bằng 6 nhá, 3PCOO nằm trong chức este rồi. Vậy nó chỉ còn 3PCC thôi. Được chưa? Vậy thằng này có 3PCC. Bởi vì PCO thì không tác dụng với brom, mà chỉ có PCC tác dụng với brom, nên mình chắc chắn một thằng X ăn 3 thằng brom. Được chưa? Đấy, mình phải quan trọng chỗ đấy chứ. Đứa nào mà tìm ra K xong tổng tộc đi làm luôn là toang. Thế thì số mol X là tìm được rồi, bằng 0,03 mol. 0,03 thì suy ra số mol brom là 0,03 nhân 3 thì bằng 0,09 mol. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đây là 0,09. Nhìn rõ chưa? Được chưa? Vừa nãy thầy nhìn nhầm đáp án câu số 6 nên thầy mới bảo được chưa? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. À. Đấy, xong câu 65. Khá là vất vả với câu 65 đúng không? Giờ mình sang tiếp, câu tiếp theo là câu số 66. Làm xong câu 66 này thì chúng ta mới được có 6,5 điểm thôi nhá. Đề thi Trung học thông quốc gia cũng là một cái đề thi khá là cứng đúng không? Đây chỉ được dễ hơn đề 2018 thôi. Câu 66. Dẫn A mol hỗn hợp X gồm hơi nước và khí CO2. Hơi nước này và khí CO2 này đi qua carbon nung nóng đỏ, carbon nung nóng đỏ. Thì đây là A mol thì thu được 1,75 A mol hỗn hợp gồm CO này, H2 này, CO2. Được chưa? Cho y hấp thụ vào dung dịch CaOH2 lần dư, vào CaOH2 lần dư thì sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75 gam kết tủa CaCO3 nhá. 0,75 gam kết tủa, vậy mình tìm được số mol kết tủa bằng 0,75 chia cho 100. 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy số mol kết tủa bằng 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Do ở đây là CaOH2 lần dư nên mình có số mol kết tủa cũng chính bằng số mol CO2. 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa?
Thế thì tới đây chúng ta nhìn một điều đặc biệt như sau nhá. Có phải không? Các em nhìn thật kỹ nhá, là có phải số mol nước chính bằng số mol hydro không? Đúng không? Chúng ta nhìn được, đúng là số mol nước chính bằng số mol hydro. Đấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đấy, phải nhìn tinh nhá. Số mol nước chính bằng số mol CO bằng bằng hydro. Ok, thế bây giờ mình đặt ẩn giải hệ thôi. Đến đây là mình chỉ có đặt ẩn giải hệ thôi nhá. Đây có bộ ẩn là A rồi. Thế mình đặt số mol nước của chúng ta đi là B đi. Vậy thì đây là B đúng không? Bảo toàn hydro đây cũng B. Vậy số mol CO2 là A trừ B. A trừ B. Được chưa nhỉ? Thế thì vậy suy ra được số mol CO luôn, mình bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon nhé. Bảo toàn carbon này. Bảo toàn carbon viết cho chúng ta dễ nhìn. Thì carbon, à sorry, cái này không bảo toàn carbon được, mà đây là bảo toàn oxy. Tại sao không bảo toàn carbon? Tại vì cái này thêm carbon vào này. Nhìn rõ chưa? Bảo toàn oxy. Hai vế mình có này, bên này này có B trong nước này, có 2 nhân A trừ B trong CO2 này, có 2 nhân A trừ B trong CO2 này thì bằng này, thì bằng này trong CO này là số mol CO này cộng với này 2 trong CO2 này, 2 nhân với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol CO nhé. Số mol CO sẽ là bằng B trừ đi, vậy đây là 2A, B trừ đi 2B, vậy là trừ B. Đúng chưa? Bên này chuyển sang vế này là trừ 2 nhân 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 2 bằng 0,015. 0,015. Vậy số mol CO nhá bằng 2A này trừ B này trừ 0,015. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn electron. Đúng không? Đến đây chúng ta đi bảo toàn electron là xong. Đúng không? Thực ra thì không cần bảo toàn electron, mà tới đây chúng ta còn có khá nhiều cách làm để xong. Ví dụ như chúng ta bảo toàn carbon. Thực ra ở đây bảo toàn carbon cho nó dễ. Đúng không? Bảo toàn carbon ở đây là mình tìm được mối quan hệ giữa A và B là xong. Được không nào? Được không nào? Cả nhà nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Ở đây chúng ta sẽ có các cái cách bảo toàn sau. Đấy, được chưa? Vậy thì hoặc không thì bảo toàn carbon cũng được nhỉ. Bảo toàn carbon cũng hợp lý. Nhưng mà thầy giải đang hơi dài. Cách này đang hơi dài. Thầy vừa thì nghĩ là một cái cách hay hơn. Vừa nghĩ là một cách hay hơn. Thì trình bày cái cách hay hơn chúng ta nhìn nhé. Ghi cái cách hay hơn chúng ta nhìn. Cách hay hơn này có lẽ nó lại dễ nhìn hơn đấy. Cách hay hơn này khả năng cao nó dễ nhìn hơn. Tại vì thế này, ta có là bảo toàn carbon thì đây là số mol, đây là số mol CO2 này. Nó sẽ chính bằng số mol CO cộng số mol CO2. Nhìn nhá. Bởi vì là bảo toàn carbon ấy. À không phải, không phải bảo toàn carbon là số mol CO2 bằng số mol CO cộng CO2. Toang, không phải. Đây cứ ra được CO đây đã. Thế đây giờ đi bảo toàn E. Nước về CO2 về đây. Chỗ này tìm được CO. Đây, phải ghi xuống dưới này cho chúng ta dễ nhìn lại. Tờ này cách vừa rồi lỗi. Cách vừa rồi lỗi. Đây. 66. 66. Ghi lại đây nhá. Amon gồm hơi nước và CO2 đi qua carbon nung nóng đỏ thu được 1,75 amon hỗn hợp gồm CO này, H2 này, CO2 này cho là hấp thụ vào dung dịch CaOH2 lần dư. CaOH2 lần dư thì mình thu được kết tủa của mình. Thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol là 0,75 chia cho 100 bằng 7,5 nhân 10 mũ trừ 5. 7,5 nhân 10 mũ trừ 5. Vậy suy ra số mol CO2 là bằng 7,5 nhân 10 mũ trừ 5. Được chưa? Được chưa? Số mol CO2 là 7,5 nhân 10 mũ trừ 5. Thế thì mình nhìn thế này. Mình nhìn thế này, mình nhìn thấy là đây này, thể tích hỗn hợp này tăng lên. Nhá, số mol nước thì bằng số mol hydro. Đúng chưa? Thế thì đây là số mol CO2 này, số mol CO2 ban đầu. Đúng chưa? Đây là số mol CO2 này, số mol CO2 sau. Vậy mình tìm được số mol CO2 phản ứng. Đúng không? Suy ra số mol CO2 phản ứng thì chính bằng số mol CO2 ban đầu trừ đi số mol CO2 sau. Đúng không? Thế mặt khác thì mình có này. Mặt khác thì mình có cái bản chất sau là thằng CO2 ăn thằng carbon thì tạo thành CO gì? Đúng không? Đúng rồi, 7,5 nhân 10 mũ trừ à đúng rồi, 7,5 nhân 10 mũ trừ 3, sorry.
Được chưa? Về mặt bản chất có phải CO2 cộng carbon tạo thành CO không? Vậy đây là 2 đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Cả nhà hiểu chỗ này không? Về mặt bản chất thì nó là như này. Thế thì mình có suy ra được số mol carbon phản ứng luôn. Suy ra số mol carbon phản ứng. Thế mình nhìn nhá, số mol carbon phản ứng thì có phải là đây thằng nước thì chính là số mol CO2, thằng CO2 ban đầu này thì nó cũng chui vào trong CO với lại CO2, vậy thì cái thằng tăng lên này chính là carbon không? Đúng không? Vậy suy ra số mol carbon phản ứng thì có phải chính là bằng 1,75 trừ đi A không? 1,75A. Cái này nhanh hơn cái kia đấy, trừ đi A thì bằng 0,75A không? Thế mình suy luôn số mol carbon phản ứng nhá. Đúng chưa? Số mol carbon phản ứng bằng 0,75A. Chỗ này mình phải nhìn tinh chút. Vừa nãy cách kia giải hơi dài dòng. Được chưa? Thế thì mình ra được số mol carbon phản ứng là 0,75A rồi. Thế thì đến đây tội gì chúng ta không bảo toàn E? Đúng không? Đúng không? Đến đây tội gì chúng ta không bảo toàn E? Bảo toàn E là dễ nhất. Đây nhất chúng ta nhìn nhá. Thằng H2O thì về H2. Đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là từ hydro dương 1 về hydro 0. Đúng không? Vậy là từ dương 1 về 0 là nhận thêm 1 E, 1 nhân 2 là 2. Vậy là 2 lần số mol H2 đây nhận E này. Được chưa? Carbon này là từ carbon dương 4 về carbon dương 2. Vậy là cũng là nhận E tiếp. 4 trừ 2 bằng 2 thì cộng với lại 2 lần số mol CO này thì bằng này, thằng nhường E này là carbon 0 lên carbon dương 4, đúng không? Carbon 0 này lên carbon dương 4. Đúng không? Với phản ứng này thì mình coi là carbon 0 lên carbon dương 4, vậy là bằng 4 lần N carbon phản ứng. Được chưa? 4 lần N carbon phản ứng. Vậy thì ngay tức mình có này, N carbon phản ứng mình tìm được 0,75 rồi, là 4 nhân với lại 0,75A thì bằng 2 lần NH2, 2 lần NH2 cộng với 2 lần NCO. Suy ra NH2 cộng với lại NCO thì bằng, suy ra NH2 cộng với NCO thì bằng bao nhiêu nhỉ? 4 nhân với lại 0,75, 3 chia 2, 1,5. NH2 cộng NCO bằng 1,5. Được chưa? Vậy là chỗ này là bằng 1,5 này. 1,5A, 1,5A. Được chưa? Vậy suy ra mình có này, NCO cộng NH2 bằng 1,5A mà chỗ này bằng 7,5. Vậy đến đây mình có này, 1,75A thì bằng 1,5A cộng với 7,5 nhân 10 mũ trừ 3. Đến đây mình tìm A luôn. Nhanh hơn chưa? Được chưa? Đến đây mình tìm được A luôn. Mình có là 1,75 trừ đi 1,5 bằng 0,25. 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 chia 0,25. 0,03. Vậy A của ta bằng 0,03. Nhanh hơn cái cách vừa nãy thầy định làm. Đấy thì trong lúc quá trình giải chúng ta nhìn thấy cách giải nhanh hơn thì mình phải giải cách đó nhá. A bằng 0,03. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Được chưa? Đấy, ngon lành cành đào nhá. 6,5 nhá. Mình sang câu 67 này. 67 là lấy mốc 6,75 này. 67 thì dạng rất là chậm cho chúng ta nhìn. Nung nóng hỗn hợp X gồm metan, CH4, ethylene C2H2, propin. Sorry, ethylene C2H4, propin C3H4, vinyl acetylene. Đây, vinyl acetylene là thằng này. Điền H nha. 1, 1, 2. Vậy nó là C4H4. Được chưa? C4H4. Và amon hydro. Amon hydro có xúc tác, chỉ xảy ra phản ứng cộng hydro. Thu được 0,2 mol hỗn hợp Y. 0,2 mol Y gồm các hydrocarbon. Y này chỉ gồm các hydrocarbon thôi ạ. Được chưa? Y này chỉ gồm các hydrocarbon. Được chưa? Tiếp tục nha. Vậy thì ngay tức mình suy được luôn là do số mol hydrocarbon trước phản ứng bằng số mol hydrocarbon sau phản ứng, nên số mol bọn này cũng bằng 0,2. Được chưa? Số mol hydrocarbon ban đầu cũng phải bằng 0,2.
nha. Tỷ khối so với rho là 14,5. DI so với rho bằng 14,5. Suy ra phân tử khối trung bình của Y bằng 14,5 nhân 2. Được chưa? Vậy là bằng bao nhiêu? 14,5 nhân 2. 29. 29. Biết 0,2 mol Y phản ứng tối đa với brom. Số mol brom là 0,1. Tối đa với brom là 0,1. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định và amon hydro đây đây amon đây xác định giá trị của A. Đấy, xác định giá trị của A là bao nhiêu? Xác định giá trị của A là bao nhiêu? Khó đấy, không phải dễ đâu. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta phải làm này. Bây giờ chúng ta phải làm này. Có phải đề bài đây là cho chúng ta tất cả bọn này là hydrocarbon không? Đúng không? Đúng không? Có phải bây giờ đề bài cho chúng ta là tất cả bọn này là hydrocarbon đúng không? Thế bây giờ mình phải đặt công thức chung đi. Công thức chung của bọn này đi. Công thức chung tất cả các hydrocarbon này được không? Nếu có thể đặt công thức chung đây, đây đề bài cho bọn này là hydrocarbon mà. Đúng không? Thế giờ thầy đặt công thức chung của tất cả bọn này là CN, tất cả các kilocarbon này đều công thức là CN2N cộng 2 trừ 2K đúng không? CN2N cộng 2 trừ 2K đúng không? Với K bằng gì? Với K bằng số pi cộng số vòng. Dĩ nhiên tất cả bọn này thì không có vòng, nên là chỉ bằng là pi luôn thôi. Bởi vì là vòng bằng 0, nên là bằng pi luôn. Đúng chưa? Thế mặt khác mình có là 1 pi thì ăn 1 brom. Đúng chưa? Về đây là không biết là bao nhiêu pi thì nó sẽ ăn tương đấy brom nhá. Được chưa nào? Vậy thì cái K này nó sẽ chính bằng là số mol brom. Được không? Vậy ở đây này bằng pi này, pi mình chưa biết. Thế nhưng đây là 0,2 mol. Đây là 0,1. Đúng không? Vậy ở đây K nó sẽ chính bằng là số mol brom là 0,1 chia cho 0,2, bởi vì là một thằng này sẽ ăn K brom mà. Được chưa? Và bằng 0,05. 0,5, 0,1 chứ 0,2 bằng 0,5. K chúng ta bằng 0,5. K bằng 0,5 nhá. Thế thì với K bằng 0,5 thì thế vào đây mình có này. K bằng 0,5 thì thế vào đây mình có này. Thế đây nhá, mình được này. Công thức này sẽ là CnH2n cộng 2 trừ đi 2 nhân 0,5. Vậy suy ra công thức của nó sẽ là CnH2n cộng 2 trừ 1, vậy là cộng 1. Mà phân tử khối trung bình bằng 29. Nên đây đây mình tìm được nào. 14n cộng 1 thì bằng 29. Suy ra n của mình, n trung bình đấy, n trung bình của mình thì bằng 29 trừ 1 bằng 28 chia 14 bằng 2. N trung bình của mình bằng 2. Được chưa? Với n trung bình của mình bằng 2, vậy mình suy ra được công thức tổng quát của Y. Suy ra công thức tổng quát của Y nó là C2H5. Đấy. Được chưa? Được chưa? Công thức tổng quát của Y của chúng ta là C2H5. Ok. Thế mặt khác chúng ta nhìn kỹ nhé. Cái phản ứng này này thì nó có làm cộng hydro có làm thay đổi số nguyên tử carbon không ạ? Không đúng không ạ? Đúng không? Phản ứng này không làm thay đổi số nguyên tử carbon đúng không ạ? Đúng không? Thế vậy nên là các hydro carbon trong X của chúng ta nó có dạng gì? Chúng ta nhìn này, đây là CH5 nhá. Được chưa? Đây là Y nhá. Đây là nhìn ở tất cả bọn này này, cộng với lại hydro này thì sinh ra là C2H5 mà không làm thay đổi số nguyên tử carbon. Vậy carbon này giữ nguyên này. Mặt khác nhìn tất cả bọn này đều H4 chưa ạ? Nhìn tất cả bọn này H4 không? Vậy bọn này nó phải là CaH4 đúng không ạ? Tất cả bọn này phải là cùng là CaH4 đúng không ạ? CaH4 cộng H2 tạo thành CH5. Vậy thì A chúng ta thì sorry, đây gọi là CK đi, không? CbH4 thì cho nó chuẩn, bởi vì không nhầm với A. Đúng không? Tất cả bọn này đều cùng có số nguyên tử hydro là 4 nên nó là CbH4. Được chưa? CbH4 cộng H2 tạo thành CH5. Vậy là phản ứng này không có làm thay đổi carbon. Vậy CbH4 của chúng ta chính là C2H4. Ngon chưa? Số mol là 0,2. Ăn H2 thì tạo thành C2H5. Vậy là nó ăn 1/2 H2 thôi ạ. Vậy số mol là 0,1. Vậy 0,1 thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. 0,1. Ok.
Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 0,1 nhá. Đấy, mình sang câu xong câu 67. Giờ chúng ta sang câu tiếp, câu 68. Một câu cũng khá là chật vật tiếp, đúng không? 68 nhá. Cho các sơ đồ phản ứng sau. Cho các sơ đồ phản ứng sau. 68 này là mốc lấy 7 điểm đấy. Cho sơ đồ phản ứng sau: x cộng nước điện phân có màng ngăn thì tạo thành x 2 x 3 cộng hydro. Đề bài hỏi x 5 x 6 cả. Đề bài hỏi x 5 x 6 thế mới kinh. Thế thì đâu xem x 5 x 6 đâu. Chưa làm ăn được gì. Đây có x 2 x 4 đã. X 2 x 4 ở đây tạo thành canxi với natri. Vậy điều này chứng tỏ rằng x 2 x 4 là chỉ có canxi với natri thôi. Được chưa? Thế mà canxi natri thì vậy suy ra một điều này là cái thằng x1 này, x1 này nó phải có canxi hoặc natri, nhưng mà điện phân dung dịch có màng ngăn thì không bao giờ có muối cả, canxi điện phân dung dịch có màng ngăn cả. Vậy chắc chắn x1 chúng ta là thằng natri rồi. Vậy thì mình nhớ đến ngay là thằng NaCl mà cộng với sản phẩm của natri mà, điện phân có màng ngăn. Điện phân có màng ngăn thì nó tạo thành NaOH cộng với khí là khí clo cộng với H2, đấy chỉ thằng này thôi. Vậy x3 là clo, x2 là NaOH. Được chưa? X2 là NaOH. NaOH. Nhá. NaOH mà cộng với x4 để tạo thành CaCO3 và Na2CO3, phải có nước, nhìn thấy có nước chưa? Có nước vậy thì đây phải là một phản ứng axit của bazơ. Nhưng trong này lại có gốc CO3. Vậy điều này chứng tỏ đây chỉ có thể là phương trình NaOH cộng với lại CaHCO3 hai lần để tạo thành CaCO3 cộng với lại Na2CO3 cộng với lại nước thôi ạ. Được chưa? Vậy điều này chứng tỏ chúng ta là x4 chúng ta là CaHCO3 hai lần. Được chưa? X4 là CaHCO3 hai lần. Ok nhá. Sang cái thằng C nhá. Sang thằng C là x2. X2 đâu? X2 đâu? X2 là NaOH đây. Đây, sang thằng C thì viết ra đây chúng ta dễ nhìn. Nhá đây nhá, thì viết lại phương trình A nhá, phương trình A này là NaCl cộng với lại H2O. Điện phân có màng ngăn tạo thành NaOH cộng với lại Cl2 cộng với lại H2. Đây là x1, đây là x2, đây là x3. Được chưa? Tiếp tục x2 là NaOH cộng với lại CaHCO3 hai lần để tạo thành CaCO3 cộng Na2CO3 cộng H2O. Được chưa? Thì có phải thằng này là x4 không? Được chưa? Giờ sang x2 cộng x3 nhá. X2 IC này. IC của mình này là x2 cộng x3, x2 của mình biết rồi là NaOH. Cộng với x3 của mình đây, x3 đây là cộng clo. Thì có phải NaOH mà cộng với clo thì tạo thành NaCl cộng NaClO không ạ? NaCl cộng với lại NaClO nhá. Thì đây là cái phương trình này ở lớp 10 đấy nhá. Đứa nào không ôn lớp 10 là toang luôn. Được chưa? Cộng với nước. Thì thằng này là x1 rồi. Vậy thì suy ra thằng x5 là thằng NaClO. Ok chưa? X5 là NaClO, đề bài hỏi x5 này, NaClO được luôn, thằng không phải là CaHCO3 là. Đấy chưa? Cuối cùng này, x4 cộng x6. X4 của mình IC. X4 của mình đây, x4 đâu? X4 là CaHCO3 lần. Cộng x6 để tạo thành gì? CaS4 Na2S4 CO2H2O. CaSO4 này. Na2SO4 này. CO2 này. H2O này. Chúng ta nhìn là ở đây có canxi rồi. Thế mà ở đây nó sinh ra CO2 và nước, vậy thằng X6 là phải một thằng có tính axit nhá. X6 phải một thằng có tính axit. Được chưa? H24 được. Xem ý D này. D là NaClO, thế là toang luôn. À đâu NaClO được. Một thằng có tính axit NaHS4. Ừ, cũng được nhỉ. Đây nó tạo thành Na2SO4 này. Na2S4 cộng với lại CO2 cộng H2O. Thế xem là X6 là gì. Nếu mà là H24 thì sao, và nếu mà là NaHS4 thì sao, chúng ta phải có những cái trường hợp thế. À, nếu mà là H24 thì không có natri. Nhìn thấy không? Trong này bắt buộc phải có natri, nên X6 chúng ta bắt buộc phải có natri và bắt buộc phải có H cộng nhá. Trong X6 chúng ta này do nó sinh ra Na24 bắt buộc phải có natri và bắt buộc phải có H cộng.
Được chưa? Vậy thì không thể là H24 được, loại A. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Chỉ có D mới thỏa mãn thôi. Đây là một cái câu về cái sơ đồ phản ứng rất là hay, và cái xu hướng ra đề nó cũng sẽ rẽ các năm tiếp theo thì cũng sẽ xu hướng ra đề như thế này. Thế chúng ta cần phải nắm, và chúng ta với những cái câu về dãy 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 các cái phản ứng như này thì chúng ta phải thực sự là nắm vững nhiều phương trình hóa học và bản chất hóa học thì mình mới làm được những cái câu dãy phương trình này nhá. Chúng ta sang câu tiếp. Câu số 69 cho sơ đồ theo phản ứng đúng theo tỷ lệ mol. Đây, x1 ăn 2 NaOH tạo thành x ăn 2 NaOH. Đây đây đây, x là C6H10O4 đây rồi. Chữ 2 trước cái T. Chữ 2 trước cái T. 2 trước cái T ăn 2 NaOH là thỏa mãn. Nhưng nó ra là x1, x2, x3. À, thế mới hay. Vậy điều này chứng tỏ rằng x1, x2 đều là muối natri. Đúng không? X2 là muối natri mà ăn HCl thì chắc chắn nó tạo thành axit. X1 là muối natri ăn HCl chắc chắn cũng là tạo thành axit. Đúng chưa? X3 mà ăn với lại CuO tạo thành X6 cộng Cu. Vậy X3 này thì ăn được X6 tạo thành phản ứng với CuO, vậy thì X6 là anhít. Mà X6 là anhít thì X3 phải là ancol bậc 1. Ancol bậc 1. Đấy. Được chưa? Được chưa? X1 và X2 đều có, đây X1 và X2 đều có hai nguyên tử carbon trong phân tử. X1 và X2 mà đều có hai nguyên tử carbon trong phân tử. Đấy, mà nó lại phân ra là X1 và X2. Vậy thì ở đây mình có X1 và X2 đều có hai nguyên tử carbon mà đều là muối. Vậy một thằng nó sẽ là CH3COO C COO, đây CH2 COO. Đúng, nhìn thấy chưa? Đây là X1 này, đó là X1 này. Đây là X2 này, đúng không? 1, 2 này, 1, 2 carbon này. Bây giờ xem là ancol nó còn bao nhiêu nhá. Tổng là 6, 1, 2, 3, 4 rồi. 5, 6 nữa rồi. Vậy là C2H5. Được chưa? Vậy thì bây giờ khi cho, chúng ta thử nhá, khi cho tác dụng với lại hai thằng NaOH thì nó tạo thành thằng X1 là CH3COONa, đúng không? Thằng X2 là HOCH2COONa, và thằng X3 là C2H5OH. Được chưa? X2, đây là X1 này, đây X2 thử xem nhé. Đây X2HCl tạo X5. Rồi khối lượng mol của X1 nhỏ khối lượng mol của X2. Khối lượng mol X1 nhỏ khối lượng mol X2 thì mình nhìn đúng là thằng này là bằng 82 thì nhỏ thằng này, đúng không? Vậy thỏa mãn đây này, X1 anh này X2. Được chưa? Phát biểu nào sau đây là sai? Phân tử khối của X4. Đây, X1 cộng HCl. X1 cộng HCl thì nó tạo ra CH3COOH. Được chưa? X2 cộng HCl thì đây thằng này cộng HCl đây, thì tạo thành là HOCH2COOH. Được chưa? Thế đề bài bảo là phân tử khối của X4. Thế thì thằng X1 cộng HCl thì đây là X4 này. Thằng này là X5 này. Cộng nhầm. Phân tử khối của X4 là 60. Đúng thằng này 60 thật. Hỏi sai cơ. Nên bỏ A. Đúng thì lại gạch. X5 ở trước hữu cơ trở thành tạp chức. Nhìn này. Một nhóm COH. Một nhóm OH. Đúng tạp chức thật. Bỏ tiếp. X6 là anhít. Chúng ta nhìn nhá. Đây ra được C25OH này. Đây phản ứng D này. X3 đây. Cộng với lại CuO thì tạo thành CH3 CHO. Đúng nó là anhít thật. Được chưa? Cái này là hỏi về kiến thức lớp 11 đấy nhá. Thế mình phải ôn cả lớp 11 không là toang đấy. Được chưa? Phân tử X2 có hai nguyên tử oxy. X2 này. Đếm này. 1 2 3 3 oxy chứ không phải 2 oxy. Vậy sai là D. 7,25 điểm, đúng không? Toát mồ hôi hột đấy. Không phải đùa đâu. Đứa nào vớ phải mã đề này là cũng chết, cũng mệt đấy. 70 nhá. 70 nhá. Năm 2019 thầy có 5 bạn được lớn hơn 9 điểm. Trong cái thằng Hiển được 27,4 điểm Bách Khoa. Đỗ Bách Khoa đỗ Đại học Y, hóa được 9. Thằng Hoàng Anh đỗ Học viện Quân Y, hóa cũng được 9 điểm.
Đấy, còn ba đứa nữa điểm cao học online thì lại không nhớ tên. Tại vì có hàng kia hai thằng học offline. À, câu 70 nhá. Câu 70 này mình lấy mức điểm là mức điểm 7,5 rồi. Thực hiện các thí nghiệm sau. Nung nóng KMnO4, số sau khi phản ứng kết thúc số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Nung nóng KMnO4 thì thằng này nung nóng lên. Thì mình thu được K2 MnO4 cộng với MnO2 cộng với O2 khí đây. Đúng chưa? Vậy một thằng có khí nhá. Thằng A có khí, một chẳng. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ. Điện phân dung dịch ạ. Thì nó điện phân là tạo thành Cu cộng với lại Cl2 thì đúng có khí tiếp. Hai thằng có khí ạ. NH3 vào dung dịch AlCl3 dư. NH3 mà vào dung dịch AlCl3 thì mình thu được kết tụa là AlOH 3 lần. Đúng chưa? Không có khí, bỏ. Nung nóng NaHCO3 thì nó tạo thành là Na2CO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O có khí ạ. Ba thằng. Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaOH thì mình thu được CuOH 2 lần cộng với lại NaCl kết tụa không có khí ạ. Bỏ nốt. Vậy hoàn toàn đây mình có số thí nghiệm sinh ra chất khí là 1 2 3. 1 2 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Được chưa? Câu 70 của chúng ta là có 3 phát biểu đúng nhá. 70 mình có 3 phát biểu đúng. Ok chưa? Mình sang câu 71. 71 mức 7,75 điểm đây. 71. Cho các phát biểu sau. Thủy tinh hữu cơ plexiglass được dùng làm cửa kính ô tô. Cái này chính xác. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose. Chính xác. Rượu vang này từ quả nho nhá. Thì khi mà lên men từ quả nho này thì xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose, bởi vì glucose mà men vào thì nó tạo thành là C2H5OH mà. Đúng tiếp này. Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng. Chính xác. Thế nên chúng ta trong quá trình giặt không nên ngâm quá lâu vải của chúng ta ở bên trong xà phòng. Khi rớt axit sulfuric đặc vào rạ vải cô tông sợi bông thì chỗ vải đó sẽ bị đen và thủng. Chính xác, bởi vì axit sulfuric đặc nó có tính háo nước, nó sẽ lấy nước đi, đúng chưa, mà nó oxy hóa tất cả mọi thứ chúng nó gặp phải. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu do liên kết CC của chất béo bị oxy hóa. Chính xác. Vậy đây mình có 1 2 3 4 5. 5 nhận định, tất cả 5 nhận định của chúng ta thì đều đều đúng. Được chưa? 5 nhận định đều đúng. Ok. Sang câu 72 nhá. 72 lấy 8 này. À, lấy 8. Nhưng mà cái câu 72 này thì nó sẽ không có trong đề thi trung học phổ thông đó. 72 à? 72 có, 72 vẫn có khả năng có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia không mình. 72 mức độ lấy 8 điểm. Câu 72. Nhìn kỹ nhá. Hòa tan cái câu này thầy chữa rất là nhiều rồi. Ở trong các cái khóa ví dụ như là khóa full video cũng có một dạng này và khóa live VIP cũng có. Hòa tan hoàn toàn mờ ga hỗn hợp gồm natri và nhôm, tỷ lệ mol tương ứng là 5 chia 4. Hỗn hợp này. Natri 5A. Nhôm 4A. Hòa tan vào nước thì thu được dung dịch. Ở đây đầu tiên là natri tác dụng với nước tạo thành NaOH, sau đó NaOH tác dụng với nhôm tạo thành NaLO2. NaLO2 thì xin phép viết là NaLO4 lần. Đúng chưa? Vậy đây là nhôm sẽ phản ứng hết, vậy chỗ này là 4A. Và chắc chắn một điều rằng là NaOH sẽ dư. NaOH dư. Mình bảo toàn natri là mình biết đây là 5A, đây là 4A. Vậy là 5A trừ 4A thì nó còn A thôi. NaOH dư là A1. Được chưa? Vậy đây là dung dịch X. Nhỏ từ từ HCl vào X thì kết quả thí nghiệm thu được ở bảng sau. Nhỏ từ từ HCl vào X thì kết quả thí nghiệm ghi ở bảng sau. Thế mình lưu ý cái bảng này. Mình lưu ý cái bảng nha. Đây, mình có thể tích dung dịch HCl là đây là 1m thì mình tìm được luôn số mol là 0,21. Thằng này là 0,43. Được chưa? Thế mình có này, ở cái trường hợp số 1, ở vị trí số 1 nhá. HCl đây là cho từ từ. Vậy là mình có này, H cộng là 0,21
từ từ vào hỗn hợp gồm OH trừ dư amon và Al OH 4 lần trừ. Được chưa? Thì khối lượng kết tủa thu được là agam. Kết tủa mình thu được là Al OH 3 lần là agam. Agam này thì bây giờ thì đặt nó là x đi, x mol đi, x mol cho dễ. Được chưa? Thế là x mol cho nó dễ nhá. Chứ để A thì nó hơi khó nhỉ. Được chưa? Thế tiếp tục này. Tiếp tục này, ở trường hợp số 2. Ở trường hợp số 2. Trường hợp số 2. Cho dịch lên tí. Ở trường hợp số 2 thì số mol H cộng lúc này bằng 0,43 mol. Vẫn vào là OH trừ dư là amon và Al OH 4 lần trừ. Đây thằng này là 4A. Thằng này cũng 4A. Thì ra được lượng kết tủa AlOH 3 lần. Đây. A trừ đi 1,56. Vậy đây đặt thằng này là x mol rồi. Thì thằng này sẽ là x trừ đi 1,56 chia 78. 1,56 chia 78. 0,02 mol. X trừ đi 0,02 mol. Được chưa? Ờ, thế mà số mol kết tủa nó lại giảm đi à? Thế mới hay. Thực ra đây là hiện tượng là kết tủa nó kết tủa tan đúng không? X trừ đi 0,02. Được chưa? X trừ đi 0,02. Thế vậy ở đây này, mình nhìn thấy này, mình nhìn thấy một điều này. Ở đây là lượng kết tủa tăng lên là 0,02 mol. Sorry, lượng H cộng tăng lên. Đây 0,43 trừ đi 0,21 thì 0,02. 0,22. Thế mà lượng kết tủa lại giảm đi là 0,02 mol. Đúng chưa? Nhìn thấy chưa? Đúng không? Lượng kết tủa đây nhá, đánh nhá, H cộng tăng lên, thế lượng kết tủa lại bị giảm đi. Được chưa? Vậy thì suy ra được một điều gì? Suy ra một điều gì? Suy ra là ở trường hợp số 1 này chưa có sự hòa tan kết tủa. Có nghĩa là ở trường hợp số 1 này chỉ có một AlOH 3 lần thôi. Đúng chưa? Còn ở trường hợp số 2 này đã có sự hòa tan kết tủa. Có nghĩa nó sẽ có vô 3 cộng. Được chưa? Được chưa? Vậy tương đương với việc là ở trường hợp số 1 này thì mình sẽ có x này sẽ chính bằng 0,21 trừ đi A. Bởi vì là bao nhiêu H cộng vào thì đầu tiên nó ăn OH trừ trước, sau đó H cộng mới ăn thằng A là OH 4 lần trừ để tạo thành A là OH 3 lần, x bằng 0,21 trừ A. Còn ở trường hợp số 2, vậy đây là mình có một phương trình đầu tiên đã. Ở trường hợp số 2 rồi mình đi bảo toàn nhé. Mình đi bảo toàn nhôm trước. Nhôm đây 4A. Đúng chưa? Đây là chui trong này là x trừ 0,02. Vậy đây sẽ là 4A trừ đi x trừ đi 0,02. Được chưa? Và sau đó là mình sẽ đến là bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích. Thì đây H cộng đây. Vậy là 1 nhân 0,43. Đây OH trừ là điện, một điện tích âm trừ A. Thằng này trừ là trừ 4A. Thì bằng thằng này không tích điện tích. 3 nhân 4A trừ x cộng với 0,02. Được chưa? Đây là phương trình số 2. Đây là phương trình số 2. Vậy đây mình có là 0,43 trừ đi 5A thì bằng 12A trừ 3X cộng với lại 0,06. Được chưa? Suy ra đây là 17A trừ 3X thì bằng 0,43 trừ 0,06. 0,37. Được chưa? Đấy một thằng. Đây là x bằng 0,21 trừ A. Vậy đến đây chúng ta giải hệ nhé. Phương trình này sẽ là bằng là A cộng x thì bằng 0,21. Hệ phương trình 17 bằng trừ 3 bằng 0,37 bằng 1 bằng 1 bằng 21 bằng. Đấy, mình có A bằng 0,05, x bằng 0,16. A bằng 0,05 và x bằng 0,16 nhá. A bằng 0,05 và x bằng 0,16. A bằng 0,05. Suy ra ghi ở đây luôn. A bằng 0,05. X bằng 0,16. Ok. Với A bằng 0,05 và x bằng 0,16, đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Đây. Vậy mình tìm được luôn A của mình bằng 0,05 rồi.
A của mình bằng 0,05. Vậy 5A bằng 0,25. Và 4A đây. Vậy 5A bằng 0,25 và 4A thì bằng 4 nhân với 0,05. 4 nhân với 0,05 bằng 0,12. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được mở. Tìm được mở luôn. 0,25 nhân 23 cộng 0,2 nhân 27 bằng 11,15K. Ghi lại 0,25 nhân 23 cộng 0,22 nhân 27 11,15K. 11,15K. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Xong câu 72. Xong câu 72 mình lấy được 8 điểm rồi đấy các em ạ. Thấy 8 điểm đề 29 chật vật không ạ? Được chưa? Giờ mình sang tiếp nhá. Sang tiếp câu 73 xem nào. Sang tiếp câu 73 xem nào. 73 nhá. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp. Đây là 8,25 này. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm 2 ST mạch hở X và Y. Hỗn hợp E này gồm 2 ST mạch hở X và Y. X và Y đều tạo bởi axit carboxylic và ancol. MX nhỏ hơn MY nhỏ hơn 150. Đốt cháy là cộng với oxy thì thu được số mol CO2 bằng 0,2 mol. Ok. Thu được số mol CO2 bằng 0,2 mol nhá. Cho M gam E. Đây câu 74 này là một câu điện phân mà năm đấy năm 2019 trung học thông 2019 thầy tủ trúng dạng đề luôn. M gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. NaOH vừa đủ thì thu được một ancol Z. Một ancol Z và muối là 6,76 gam cho toàn bộ Z. Cho toàn bộ Z. Cho toàn bộ Z. Tác dụng với natri dư thì thu được 1,12 lít khí hydro. 1,12 chia 2,4. 0,05 mol. 0,05 mol. Phần trăm khối lượng của X trong E là. Phần trăm khối lượng của X trong E là. Câu này mới gọi là kinh. Đúng không? Đề này đọc xong phát không hiểu làm như thế nào. Không hiểu làm như thế nào mới gọi là choáng hốt đúng không? Thế giờ non thầy từ từ thầy gỡ nhá. Giờ bây giờ mình phải bắt nguồn từ cái việc là từ phần kiến thức lớp 11 ấy. Là về ancol thì mình có phải là đây nhá, R này. OH tất cả X lần cộng với natri thì nó phải là tạo thành R. ONA tất cả X lần cộng X phần 2 H2 không ạ? Đúng chưa? Thế nếu số mol thằng này là 1 thì số mol natri, số mol natri là X và số mol hydro là X phần 2 không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Thế vậy mình có này. Mình có một điều này. Thế thì có phải là số mol hydro, số mol hydro nhá, có phải chính bằng, ở đây mình có này, từ đây mình suy được số mol nhóm OH không? OH của ancol ấy. 1 nhân X là X đúng không? Và có phải là bằng 2 lần số mol hydro không ạ? Bởi vì số mol hydro là X phần 2 mà. Bởi vì số mol hydro là X phần 2 mà. Nên là nhân 2 lên xếp bằng X. Nên mình có là số mol OH của ancol thì chính bằng 2 lần số mol H2. Được không ạ? Vậy thì suy ra mình được là số mol oxy của ancol sẽ chính bằng 2 lần số mol H2. Chỗ này là mình phải suy ra nhá, oxy ancol bằng 2 lần số mol H2. Thế mà số mol H2 đây mình biết được rồi. Được chưa? Thế mà số mol H2 đây mình biết được rồi. Được không nào? Số mol H2 đây mình biết được bằng 0,05. Suy ra số mol nhóm OH ở trong Z. Suy ngược lại. Số mol nhóm OH ở trong Z. Ở trong Z thì chính bằng, đây chính bằng OH ở trong ancol ấy, ancol Z mà. Thì bằng 2 lần số mol H2. 2 nhân với lại 0,05 thì bằng 0,1. Được chưa? Được chưa? Đấy nhá, mình nhìn này xong nhá. Đọc đề tiếp. À, tác dụng với vừa đủ với dung dịch NaOH thu được ancol muối này. Rồi.
2-ete mạch HXY đều tạo bởi axit và ancol thu được CO2, chưa nói lên được điều gì nhiều. Chưa nói lên được điều gì nhiều luôn. Chưa có cái gì để nói luôn. 2-ete mạch HXY đều tạo bởi axit carboxylic MX nhỏ MY nhỏ 150 thu được CO2. Thế là thế này đi. Thế này đi. Giả sử đi. Giả sử số mol mình biết được chắc chắn, giả sử là số mol ancol của chúng ta, giả sử đây là ancol đơn chức đi, thì số mol ancol của mình sẽ bằng là 0,1. Đúng chưa? Nhưng mà đây là thủy phân hỗn hợp 2 ete thu được một ancol được. Số mol ancol bằng 0,1 mà thu được một ancol, vậy suy ra số mol ete bằng 0,1. Số mol ete bằng 0,1 thì suy ra được ngay là số nguyên tử carbon của mình bằng 2. Số nguyên tử carbon của mình bằng 2. Thì mà là ete đơn chức thì nó chỉ có một cái công thức duy nhất là HCOO CH3 thôi ạ, chứ không moi tài nào moi ra được là hai thằng ete cả. Vì vậy nên chúng ta lật ngược lại, chúng ta được chắc chắn 100% rằng ancol chúng ta không thể là ancol. Không thể nào nhá. Ancol chúng ta là không thể nào là ancol hai chức được. Là ancol đơn chức được. Đúng không? Đấy thì suy ra số mol OH rồi. Thế thì nhưng mà mình vẫn chắc chắn được 100% là ra được ancol này, thì số mol NaOH này phản ứng với ancol. Thế thì các em chú ý một tí nhá, là cái thằng mà thấp nhất của chúng ta là thằng thằng mà có phenol ấy, HCOO là thằng C6H5 này đúng không? Thằng này phân tử khối bao nhiêu? 1 cộng 44 cộng 12 nhân 12 nhân 6 cộng 5 bằng 122, à cũng ứ loại được. 1 cộng 44 này cộng 12 nhân 6 cộng 5 không loại được, không loại thằng phenol. Mình nhỏ 150 chưa loại được phenol. Thì muốn loại được phenol đó cơ. Chưa loại được. Vậy đây mình có này. Thôi mình cứ làm đi, NaOH vừa đủ ra được ancol và muối. Vậy thì mình sẽ có là số mol NaOH thì chính bằng số mol ancol. Chính bằng số mol OH của ancol. Đây, bằng 0,1. Số mol NaOH vừa đủ. Được chưa? Thế thì vậy mình suy ra được là số nguyên tử carbon ở bên trong muối. Suy ra được số mol carbon ở trong bên trong muối nó phải lớn hơn 0,1. Làm kiểu này vậy. Carbon bên trong muối phải lớn hơn 0,1. Lớn hơn hoặc bằng này. Chứ không phải chỉ mỗi lớn hơn đâu. Thế thì vậy mình suy ra được là carbon trong E, đây E đây. Carbon trong E, số mol carbon trong E thì phải bằng là số mol carbon trong Z cộng với lại số mol carbon trong muối. Đúng nhỉ? Số mol carbon trong E bằng số mol carbon trong Z. Z là trong ancol đấy. Cộng carbon trong muối. Và nó sẽ chính bằng số mol CO2 này, bởi vì là CO2 đây bảo toàn là carbon mà. Thì bằng số mol CO2. Thì đây chính bằng là số mol carbon trong ancol cộng với lại số mol carbon trong muối. Thì chính bằng 0,2. Được chưa? Tiếp tục nha, sắp xong rồi. Đúng không? Thế thì do số mol carbon trong muối này bằng 0,1 này, mà số mol ancol của chúng ta, số mol mà ở đây nhá, số mol OH này bằng 0,1. Các em phải chú ý này này, là số nguyên tử carbon, số carbon ở bên trong số nguyên tử carbon nhá thì của ancol này luôn luôn phải lớn hơn được bằng số nhóm OH. Tại sao lại vậy? Tại vì thế này, ví dụ nhé. Đây một thì một nhóm H, chứ không bao giờ có hai nhóm H đính một carbon. Thằng này có hai thì quá đáng lắm là như thế này. Được chưa? Vì vậy nên là số mol carbon bên trong ancol luôn luôn phải lớn hơn bằng 0,1. Mà mình đã chứng minh được số mol carbon trong muối lớn bằng 0,1. Đúng không? Số mol carbon trong ancol, trong ancol cũng phải lớn hơn bằng 0,1. Vậy mà để cho carbon trong ancol cộng carbon trong muối bằng 0,2. Vậy thì khi và chỉ khi carbon trong ancol và carbon trong muối phải bằng nhau và bằng 0,1. Đúng chưa? Suy ra carbon trong ancol, suy ra số mol carbon trong ancol phải bằng số mol carbon trong muối và phải bằng là 0,1. Hiểu không? Chỗ này hiểu không? Được chưa? Đấy, hiểu được chỗ này là sao? Vậy thì chắc chắn là carbon trong ancol bằng
Thế mà đây là đều là 0,1, đây số mol carbon trong ancol bằng 0,1 mà số mol OH cũng bằng 0,1. Vậy suy ra một điều rằng là thằng ancol này của chúng ta là chỉ có gì thôi? Suy ra ancol chỉ có thể là CH3OH. Đúng chưa? Được chưa? Vậy thì số mol ancol là 0,1 luôn. Vậy thì muối thì chúng ta cũng suy được luôn, hai muối. Đúng không? Một muối chúng ta chắc chắn phải là HCOONa. Vậy tổng số mol muối nó có 0,1 thôi mà. Được chưa? Tổng số mol muối nó có 0,1 thôi mà. Thế mà còn thằng còn lại, còn thằng còn lại nó sẽ là RCOO. À cái gì nhỉ? RCOO. Gọi lên nào. RCOONa tất cả hai lần đi. Thế thì tổng số mol của số mol carbon trong muối, à số mol carbon trong muối bằng 0,1 mà. Số mol carbon trong muối bằng 0,1. Số mol carbon trong muối bằng 0,1. Thế mà số mol natri RCOONa tổng khối lượng bằng, đây là ăn natri đủ là 0,1. Ăn côn là 0,1. Ở đây natri đủ là 0,1 thôi ạ. RCOONa tất cả hai lần à, không phải. Cái này mình suy ra được luôn rồi. Cái này mình suy ra được luôn rồi, bởi vì là natri đây là 1,0,1 này. Thì nó tỷ lệ với lại số mol carbon này là 1,1. Đúng không? Đây này, natri với lại carbon này là 1,1. Các em hiểu nhỉ? Các mà mặt khác là trong muối này nó sẽ là COONa. Chắc chắn có dạng này. Thế mà tỷ lệ natri với carbon là 1,1. Vậy thì nó chỉ có thể là HCONa với một thằng nữa là COONa tất cả hai lần. Bởi vì như vậy thì nó mới thỏa mãn là tỷ lệ 1,1 giữa carbon với lại natri nhá. Hiểu không? Vậy anh này sẽ là 0, thằng này sẽ là 0, thôi đặt thằng này là amon. Đặt thằng này xmon. Xmon, thằng này là ymon. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn đến đây ta sẽ có hệ nữa là x cộng 2y thì bằng 0,1. Nhá, x cộng 2y bằng 0,1. Phương trình hai, phương trình khối lượng 68x cộng với 67 nhân 2, 67 nhân 2 134y. 134y thì bằng khối lượng. Khối lượng ở đây đề bài cho chúng ta là bằng 6,76. 6,76. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được xy. X1 này, 2 này, 0,1 này. 68 bằng này, 134 bằng này, 6,76 bằng này. X bằng 0,06. Y bằng 0,02. X bằng 0,06. Y bằng 0,02. Được chưa? Đề bài hỏi cái gì? Phần trăm khối lượng của x trong E. Đây, phần trăm khối lượng của x trong E này. Được chưa? Vậy thì chúng ta suy ra, chúng ta suy ra được một thằng este chúng ta là HCOOCH3. HCOOCH3. Một thằng còn lại là COOCH3 tất cả hai lần. COOCH3 tất cả hai lần. Được chưa? Số mol thằng này sẽ chính là bằng 0,06. Thằng x là 0,06. Thằng y là bằng 0,02. Y bằng 0,02. Và hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phần trăm khối lượng của x trong E. Đề bài hỏi gì hỏi đấy. Một. Hay quá nhỉ, dạ mấy câu này hay quá. 0,06 nhân với lại 60 bằng chia cho N cộng với 0,02 nhân với 44 cộng 15 nhân 2 bằng 60,40% nhân 100 nhá. 60,40%. Các em nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Wow. Và có lẽ buổi học hôm nay chúng ta chỉ giải đến cái mức 8,25 thôi. Đúng không? Để chúng ta giải đến câu 73 thôi. À, còn lại chúng ta sẽ để chúng ta đấy nhá, câu 74 nhá, hòa tan hoàn toàn M gam hỗn hợp gồm COS4 và NaCl. Hỗn hợp gồm COS4. COS4 thầy giảng lại NaCl. Vào nước thì mình thu được dung dịch này, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ. Điện phân dung dịch. Cường độ xung đổi, tổng số mol khí. Đây, đây là tổng số mol khí này, cả hai điện cực này. Thời gian điện phân T này. Để cho mô tả như đồ thị.
đồ thị gấp khúc tại điểm N và M. Ok. Thế bây giờ nhé, chúng ta phải nhìn vào đồ thị để chúng ta biết này. Đoạn 1 đây. Đây là đoạn 1 đến điểm M. Đây là đoạn 1 nhé. Đây là đoạn số 1. Cái này cho chúng ta dễ nhìn. Đây là đoạn số 2. Và đây là đoạn số 3. Ok. Chúng ta nhìn kỹ nhé. Cái đoạn số 1 này, chúng ta nhìn này, do đoạn số 2 này gấp khúc hơn đoạn số 1 này, nên là tốc độ khí thoát ra đoạn số 2 phải cao hơn đoạn số 1. Nhìn rõ chưa? Do đoạn số 2 gấp khúc hơn 1 dẫn đến tốc độ thoát khí cao hơn. Mà tốc độ thoát khí cao hơn thì tương đương, chúng ta nhìn kỹ nhé. Bây giờ là đầu tiên khi bắt đầu điện phân này, thì bên này là cathode, bên này là anode. Anode này đi ông đến S4 hay trừ không điện phân này, Cl trừ bị điện phân, đúng không? Cl trừ bị điện phân thì tạo thành Cl2, Cl trừ tạo thành Cl2. Vậy là ban đầu tiên là chắc chắn nó khí clo, đúng chưa? Đây là giai đoạn 1 là chắc chắn nó khí clo, được chưa? Vậy suy ra ở đây mình có là đoạn 1 là chắc chắn có khí clo này. Đoạn 1 là có khí clo. Ok chưa? Đoạn 2 dốc hơn thì chắc chắn phải sinh ra một khí nữa. Thế thì trong quá trình điện phân clo này thì nó sẽ có được điện phân của đồng 2 cộng, biến thành đồng. Đúng rồi, biến thành đồng. Hôm nay thì chữa cái câu một cách ngắn hơn. Tiếp tục nhé. Thế mà đoạn số 2 gấp khúc hơn nên là nó phải tốc độ khí thoát ra nhanh hơn, chứ không phải là chỉ mỗi clo. Vậy suy ra đoạn số 2 của chúng ta nó phải sinh ra thêm khí clo và khí khí gì nữa? Sinh ra thêm khí clo và khí hydro thoát ra cả tốt. Thế vì vậy nên là suy ra là mình có này, tại điểm M, suy ra tại điểm M thì đồng 2 cộng bị điện phân hết nhá. Suy ra tại điểm M thì đồng 2 cộng bị điện phân hết. Tại điểm này đồng 2 cộng bị điện phân hết nhá. Thế vậy mình xét tại M, tại điểm M thì đồng 2 cộng bị điện phân hết. Đồng 2 cộng bị điện phân hết. Được chưa? Lưu ý nhá, và bắt đầu có sự điện phân của nước tạo hydro. Bắt đầu thôi. Và bắt đầu có sự điện phân nước tạo thành hydro. Ok chưa? Mình phải nhận định thế để mình làm. Đoạn số 3, chúng ta nhìn đoạn số 3 này. Bắt đầu nó xoãi xoãi xuống. Đoạn số 3 nhỏ đoạn số 2, đúng không? Đây này, đoạn số 2 dốc, đoạn số 3 này nó không dốc bằng. Được chưa? Vậy thì suy ra là mình có là lúc này là ở đoạn số 3 hay là đoạn số 3 này chỉ có thoát khí là clo hết rồi và có oxy ra. Được chưa? Suy ra đoạn số 3. Suy ra đoạn số 3 của chúng ta. Đoạn 3 là có lúc này chỉ có sự thoát khí của oxy và hydro. Đúng chưa? Và clo hết. Ok chưa? Vậy là suy ra lúc này là tại N thì là Cl trừ hết. Và bắt đầu điện phân nước tạo thành oxy. Ok chưa? Hiểu chưa? Đấy thì sau khi mình hiểu được đến cái như thế này rồi, sau khi mình hiểu được đến cái như thế này rồi thì mình mới bắt đầu mình làm được các em ạ. Được chưa? Đến lúc này thì mình mới bắt đầu làm được. Thế bây giờ thầy mới đi xét là tại điểm M đồng 2 cộng điện phân hết nhá. Tại điểm M đồng 2 cộng điện phân hết, ban đầu điện phân nước để tạo thành hydro. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ có này, tại điểm M nhá, tại M giờ mình mới xét đến cái chỗ mà tại M. Những câu vận dụng cao là những câu khá là kinh. Tại M thì mình có này, vẫn là CuSO4, CuSO4 và NaCl điện phân, đúng không? Như lúc này thì vừa nãy chúng ta nói thì cái việc điện phân này thì nó chỉ tạo ra gì? Clo này. Đây tại điểm M đây, đúng không? Thì nó điện phân là chỉ có hai thằng điện phân thôi. Nó tạo ra được là thằng đồng và thằng Cl2, và chỉ có một thằng khí duy nhất là khí clo thôi, khí clo là 0,06 mol.
đồng bị điện phân hết. Đấy chưa? Đồng bị điện phân hết. Vậy hoàn toàn đến đây mình bảo toàn E mình tìm được số môn đồng. Đúng chưa? 0,06 nhân 2 chia 2. 0,06 nhân 2 chia 2. Vậy số môn đồng ở đây bằng 0,06. Thế ngay tức mình suy ra được luôn số mol của CuS4 ban đầu là 0,06 nhé. 0,06 mol CuS4 ban đầu. Ngon lành cánh đảo. Và cũng từ đây thì tại cái điểm M này thì thầy suy ra được số mol E trao đổi tại AJ. Số mol E trao đổi tại AJ. AJ thì bằng 2 lần số mol clo, 2 nhân với 0,06 thì nó bằng là 0,12 nhé. 0,12. Ok chưa? Hiểu chưa? Đấy, thế là từ cái M này mình suy ra được hai cái giá trị mình cần là mình tìm được số mol của COS4 và mình tìm được số mol E trao đổi tại AJ là 0,12 mol. Đấy nhá, đấy là mình xong cái tác dụng của anh M. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì với cái thằng mà tác dụng của M đấy thì mình suy được cái gì ạ? Thì mình suy được cái gì? Mình suy được luôn là số mol E trao đổi tại 3,2 giây. Số mol E trao đổi tại 3,2 a giây thì gấp 3,2 lần lên là 0,12 nhân với 3,2 0,384 mol electron trao đổi. Được chưa? Xong nhá. Xong nhá. Bây giờ mình xét đến tại điểm N, tại thời điểm N đây. Đúng chưa? Tại thời điểm N thì Cl trừ hết và ban đầu có sự bắt đầu có sự điện phân của nước. Được chưa? Bắt đầu có sự điện phân của nước sinh ra oxy. Vậy thì tại thời điểm N này thì ta sẽ có cái trục điện phân như sau. Tại điểm N. Tại điểm N thì ta sẽ có cái trục điện phân như sau này. Thứ nhất này. Đây. Anh này là cathode. Anh này là anode, đúng không? Thì mình có này, cathode là đồng 2 cộng bị điện phân thành đồng, hết rồi. 0,06. Có sự điện phân của nước sinh ra lại hydro. Đúng chưa? Có sự điện phân của nước sinh ra ô hydro. Bên này là Cl trừ, điện phân thành Cl2 cũng hết rồi. Và có sự điện phân của thằng nước sinh ra thằng oxy. Được chưa? Ok chưa? Thế mà mình có là số mol E trao đổi ở đây là bằng bao nhiêu đây? Số mol E trao đổi mình vừa tìm được đây là bằng 0,384. Số mol E trao đổi, E trao đổi của mình thì bằng 0,384. Có đúng không ạ? Số mol E trao đổi của chúng ta có đúng là bằng 0,384 không ạ? Đấy, chúng ta vừa mới tìm xong đúng không? Số mol E trao đổi bằng 0,384. Vậy thì hoàn toàn tới đây. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol hydro bằng cách là lấy 0,384 trừ đi số mol đồng là 0,06 nhân 2 chia 2. Thế đó là số mol hydro. 0,384 này trừ đi 0,06 nhân 2 chia 2 bằng 0,132. 0,132. Vậy tới đây chúng ta đặt được số mol oxy là A mol, số mol clo là B mol. Mình sẽ có cái hệ đầu tiên là hệ bảo toàn electron. Mình có Cl trừ về Cl0 nhận 2E. Vậy là 2B cộng với O trừ 2 về O0, 2 nhân 2 là 4, 4A thì bằng số mol E trao đổi 0,384. Được chưa? Thứ hai là mình có, thứ hai là mình sẽ có là tổng số mol khí. Đề bài nói với chúng ta là đây, tổng số mol khí đây bằng 0,288. Đúng chưa? Bằng 0,288. Vậy mình có A cộng B. A cộng B cộng với 0,132 bằng 0,288. 0,288. Vậy tới đây mình giải hệ, mình tìm được AB. 1, 2, 4 bằng 2 bằng 0,384 bằng 1 bằng 1 bằng 0,288 trừ 0,132 bằng A bằng 0,036, B bằng 0,12. A bằng 0,036, B bằng 0,12. Được chưa? Thế là xong nhé. A bằng 0,036, B bằng 0,12. Thế vậy là clo chui hết vào đây là 0,12. Để bài hỏi chúng ta yêu cầu chúng ta tìm giá trị của M. Được chưa? Thế thì clo ở đây là 0,12. Mình bảo toàn clo 0,12 nhân 2 bằng 0,24. Vậy suy ra số mol NaCl bằng 0,24. Và tới đây mình tìm được khối lượng. Cách giải, cách cực kỳ nhanh. Được chưa? Những công vật dụng cao mình phải làm theo cách nhanh như này ạ.
những câu vận dụng cao mình làm theo cách nhanh này, những cách làm chậm là vứt đi hết. Đấy, các em chú ý rằng là với thầy thì với những câu vận dụng cao chúng ta chú ý là phải làm những cách giải nhanh, còn mà nếu mà không nghĩ được những cách giải nhanh thì thôi thà thì mình đừng làm còn hơn nhá, bởi vì nó sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian công sức. 0,24 nhân với 23 cộng 35,5 bằng 23,64 đây, khoanh rồi đây, đáp án đúng đáp án à. Ok chưa, ok chưa đấy nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án à, cả nhà hiểu chưa? Đấy, rất là dễ dàng và rất là đơn giản thôi, nhưng mà đôi khi nó là 75. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm nhôm, đồng và FeS. Nhôm này, đồng này, FeS này vào dung dịch chứa H24 đặc này, 0,32 mol này, đun nóng thu được dung dịch Y. Đun nóng thu được dung dịch Y chỉ gồm chất tan, chỉ gồm các mối trung hòa. Đấy, dung dịch Y này, chất tan chỉ gồm các mối trung hòa. Đây là mối trung hòa, mối trung hòa. Và 0,24 mol SO2. SO2 0,24 mol khí duy nhất. Đề bài nó là khí duy nhất. Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y. NaOH 0,25 mol phản ứng hết dung dịch Y, thu được kết tủa là 7,63 gam kết tủa. Gam kết tủa. Ok chưa? Đề bài hỏi là yêu cầu xác định giá trị của M, đúng không? Thế khi mà đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của M ấy, thì ở đây chúng ta cần lưu ý đầu tiên là anh này cộng với H2SO4 là mối trung hòa cộng SO2 sinh ra nước, đúng không? Vậy thì do đây là mối trung hòa nên mình bảo toàn hydro mình có 0,32 nhân 2 chia 2 thì ra số mol nước là 0,32. Được chưa? Ra là 0,32 mol nước nhé. Ok, đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của M. Thế bây giờ mình chỉ cần xác định giá trị của muối này là tìm được M, đúng không? Mà đây là muối trung hòa. Muối trung hòa thì gồm những cái gì ạ? Nhôm 3 cộng, đồng 2 cộng, Fe. Fe này là đặc, không biết có dư không. Chất tan chỉ gồm muối trung hòa, chưa biết được. Có khả năng cao có sắt 2 cộng, có cả sắt 3 cộng. Mình không khẳng định được. Mình không khẳng định được. Đây có gọi là có F thôi, Fe. Fe ở đây được gồm có nhôm này, sắt này và anion, thì trong này là có cả anion F42 trừ. Thế thì F42 trừ chú hết vào đây rồi. Bảo toàn gốc F4 0,32 trừ đi 0,24. 0,32 mà trừ 0,24 thì bằng 0,08 đúng không? Đúng nhỉ? F42 trừ đây. Đây nhá, 0,32 mon F4 này. Đúng chưa? Mà nó bay ra hết là bao nhiêu? 0,24 rồi. Vậy thì F4 trong này là còn 0,32 trừ 0,24. 0,32 trừ 0,24 bằng 0,08 mol. Gốc SO4 đấy. Đúng nhỉ, xem nào. Cái này thì có ghi nhầm không? À đây không được, bởi vì là nó còn FES ở đây nữa, nó còn FES đây, không được, không suy thế được. Thầy hơi suy liều đấy. Ở đây thầy đi bảo toàn oxy đi. Bảo toàn oxy thì thầy tìm được số mol gốc S4 trong này, được không? Đây, oxy chui ở đây này, oxy chui ở đây này, oxy ở đây này. Vậy mình có này, 0,32 nhân 4 bảo toàn oxy. 0,32 nhân 4 thì bằng 0,32 nhân 1 cộng với 0,24 nhân 2. Được chưa? Cộng với số mol S4 nhân cộng với lại 4 lần số mol gốc SO4 2 trừ. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol gốc SO4 2 trừ trong muối. Thì bằng 0,32 nhân 4 trừ đi 0,32 trừ đi 0,24 nhân 2 bằng chia 4 bằng 0,12. 0,12. Đấy, vậy thằng này trong muối là 0,12. Một cháo nữa. Được chưa? Thế thì với cháo này thì hoàn toàn mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh, mình tìm được lưu huỳnh ở trong thằng hỗn hợp X ban đầu, đúng không? Hoàn toàn mình suy được lưu huỳnh trong hỗn hợp X ban đầu. Thế thì hỗn hợp X ban đầu bây giờ thì tách đi. Hỗn hợp X ban đầu bây giờ thì tách nó ra là gồm gì? Gồm một kim loại. Kim loại là nhôm, đồng, sắt với lại lưu huỳnh, được không ạ? Thế thì bảo toàn lưu huỳnh. Bảo toàn lưu huỳnh thì có này, lưu huỳnh sau này 0,24 cộng với 0,12
0,24 cộng 0,12 này. Trừ đi 0,32 thì bằng 0,04 đúng không? Vậy là lưu huỳnh trong muối này là có 0,04 mol. Được chưa? Bây giờ vậy là suy ra bây giờ mình chỉ cần tìm là khối lượng bọt này là xong đúng không? Hay khác là tìm khối lượng bọt này là xong đúng không? Được chưa? Thế bây giờ mình bám vào chỗ tác dụng bên AOH này, thu được 7,63 gam kết tủa này. Ok. Thế đây là Y này tác dụng với lại NaOH thu được kết tủa. Vậy thì suy ra là trong cái dung dịch nhá. Suy ra là trong cái dung dịch đây, thằng này là kết tủa này, cộng với dung dịch sau. Dung dịch sau đấy của nó là phải chứa natri cộng là 0,25. Được chưa? SO42 trừ phải còn chứ. 0,12. Và hoàn toàn bất kỳ một đứa nào mà giải đỉnh cao thì nó nhẩm theo kiểu bảo toàn điện tích, mình có 0,12 nhân 2 và 0,24, 0,25 lớn hơn 0,24, vậy chắc chắn nó có một anion nào đó nữa. Thế thì lúc này thì mình mới dự đoán là cái kết tủa của mình, kết tủa ở đây của mình thì là có thằng kết tủa CuOH 2 lần. Có kết tủa của FeOH 2 lần và hoàn toàn cũng có khả năng có kết tủa của FeOH 3 lần, mình không thể nào mà khẳng định được là có hay không có. Có một trong hai hoặc có cả hàng này nên thành cứ ghi vào đây. Đúng chưa? Và hoàn toàn là có thằng kết tủa Al, có khả năng có kết tủa AlOH 3 lần tại vì ở đây không nói từ dư. Mà nếu ở đây có kết tủa AlOH 3 lần thì đầu này mình phải nghĩ đến một cái ion nữa là ion AlO2 trừ. AlO2 trừ hay là ở trong các bài thầy vẫn hay viết là AlOH 4 lần trừ. Đúng chưa? Thế thì hoàn toàn mình sử dụng bảo toàn điện tích thì mình tìm được số hoạt đằng này. 0,25 nhân 1 trừ 0,12 nhân 2 thì anh này bằng 0,01, hay nó khác là anh này bằng 0,01 là gì? Đúng chưa? Anh này bằng 0,01. Đấy nhá. Thế thì với anh này bằng 0,01 này thì các em chú ý này. Bọn này là có khối lượng đúng không? Thế thì khối lượng bọn này thì hoàn toàn thầy tách ra được. Khối lượng kết tủa này hoàn toàn thầy tách ra được. Thầy tách ra được là nó chính bằng cái gì? Nó chính bằng là khối lượng của đồng, sắt, nhôm. Đúng không? Chính bằng khối lượng của đồng, sắt, nhôm và OH trừ. OH trừ thì chui hết vào đây rồi. Đây OH trừ là 0,25. OH trừ ở đây là 0,25 ạ. Đúng không ạ? OH trừ đây 0,25 thì nó phải trừ đi 0,01 nhân 4 ở đây. Thì còn ở trong này. 0,25 trừ đi 0,01 nhân 4 thì chỗ này bằng 0,21. Vậy OH trừ đây là 0,21. Mà mình có là khối lượng kết tủa của chúng ta như đề bài cho nhá, bằng 7,63 gam. Vậy hoàn toàn tới đây thì tìm được khối lượng của đồng sắt nhôm bằng khối lượng của đồng sắt nhôm bằng 7,63 trừ đi 0,21 nhân 17 bằng 4,06. Vậy khối lượng của đồng sắt nhôm là bằng 4,06. Được chưa? Khối lượng đồng sắt nhôm ở trong kết tủa là 4,06 nhé. Thế từ đấy thì thầy suy ngược ra được khối lượng của đồng sắt nhôm ban đầu thì bằng 4,06. Nhiều đứa lấy 4,06 là chết bởi vì quên mất còn chưa cộng với nhôm bên trong thằng dung dịch này, là cộng với 0,01 nhân 27 nữa. Thế là tổng bọn này thì chính bằng tổng khối lượng mà ban đầu mình cần tìm, bằng 4,06 cộng với 0,01 nhân 27 cộng 0,04 nhân 32 bằng 5,61 gam nhá. Kết quả chúng ta bằng 5,61. Đáp án đúng đáp án C, 5,61 gam. Ok. Đấy, chúng ta nhìn thấy lại thêm một câu giải vận dụng cao nữa. Lại thêm một câu giải vận dụng cao khá là cao nữa. Đấy, các em cần chú ý nhá. Bắt đầu nhá, mình bắt đầu sang cái 76 nhá. 76 khó khăn một chút xíu. Chúng ta nhìn kỹ này. Hòa tan hết 21,48 gam hỗn hợp. 21,48 gam hỗn hợp X gồm FeMaZ và FeNO3 hai lần. Fe này, MaZ này, FeNO3 hai lần này. Vào dung dịch có chứa 0,42 mol H2S4, 0,42 gam, 0,42 mol và KNO3 là 0,02 mol. Được chưa? Thu được dung dịch Y. Thu được dung dịch Y. Dung dịch Y là chất tan chỉ có 54,08 gam các muối trung hòa. Vậy mình sẽ gồm có các ion sau này. MaZ2 cộng. Trong này mình không biết là có sắt mấy cộng, mình cứ ghi là có sắt 2 cộng. Có sắt 3 cộng. Đúng chưa? Chắc chắn có K cộng. Được chưa? Khả năng cao dự đoán là có NH4 cộng. Mình dự đoán có NH4 cộng. Được chưa?
chắc chắn có S bốn hai trừ. Được chưa? Thế thì hoàn toàn đây thì đi bảo toàn luôn nhỉ. Thầy sẽ tìm được là S bốn hai trừ là không có chạy mất đi đâu cả, vẫn là 0,42. Nó 4 cộng chưa tính được đâu. K cộng thì là bằng 0,02. Ok chưa? Bây giờ nhá. Và 3,74 gam hỗn hợp Z gồm 3 khí không màu, trong đó có 2 khí có số màu bằng nhau. Đây và thu được hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z. Mình chưa biết là có khí nào, những khí nào mình chưa biết được. Được chưa? Chỉ biết là nó không màu thôi. Nhá. À, dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,82 mol NaOH. Đây dung dịch này phản ứng với NaOH là 0,82 mol. Được chưa? Thì thu được này, kết tủa. Mọn kết tủa tối đa nhá, thì mình thu được kết tủa là MgOH 2 lần này. Đúng không? FeOH 2 lần. FeOH 3 lần. Thì cái bọn kết tủa này đề bài nói chúng ta là bằng 26,57 ha. Được chưa? Và biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần trăm thể tích có phân tử khối lớn nhất. Thế thì đây là ra được bọn kết tủa nhá. Thế thì còn lại một cái thằng dung dịch nữa. Thế bọn này phải thoát ra một cái dung dịch. Đây là dung dịch. Đúng chưa? Thì cái dung dịch này thì nó còn là bao gồm những cái thằng mà không bị kết tủa trong này, thì chắc chắn có Na cộng. Được không? Chắc chắn có Na cộng là 0,82 mol nhá. K cộng là 0,02 mol. Và còn cả S số 42 trừ là 0,42 mol. Và do trong này chúng ta dự đoán là con hợp 4 cộng. Tại sao thầy dự đoán? Bởi vì như thầy đã dạy chúng ta là cứ có 3 giây thì kiểu gì cũng có hợp 4 cộng nhá. Thì còn sinh ra cái khí nữa là khí NH3. Được chưa? Thế mà cái khí NH3 đấy đề bài không nói năng gì, không nói năng gì đến trong này. Được chưa? Đấy. Thì sinh ra khí NH3 cộng nước, đúng không? Cộng nước. Ok. Đấy là mình phân tách xong cái hỗn hợp Z này. Bây giờ mình mới đi đến xuống nào. Hết rồi, mình tóm tắt hết ở đây rồi. 3,74 gam hỗn hợp cùng 3 khí không màu, trong đó 2 khí có số mol bằng nhau. Thế thôi, chỉ nói vậy thôi. 3,74 gam hỗn hợp khí không màu. 3,74 gam hỗn hợp khí không màu. Vậy là nó không màu thì nó không thể có NO2 được. Đúng chưa? Vậy là nó có khả năng là có N2 này, có N2O này, có hydro. Thế thôi, bây giờ thì tốt nhất là mình cứ tách nó ra. Tách ra là gồm nitơ này, oxy này và hydro. Đúng không? Mình cứ tách ra là gồm nitơ, oxy và hydro là ok ấy gì? Là ngon lành cành đào gì? Đúng không? Thầy tách như vậy được đúng không? Và dĩ nhiên là bọn này tác dụng với nhau thì chắc chắn nó còn sinh ra một cái thằng nữa là thằng nước. Đúng nhỉ? Nó còn sinh ra một cái thằng nữa là thằng nước. Ok. Đấy nhá. Thế bây giờ mình mới bắt đầu mình làm. Thế ở đây thì trong này các em chú ý rằng là do nó sinh ra hydro nữa nên là bên trong cái dung dịch này là không còn NO3 chứ. Được chưa? Nó không còn NO3 chứ. Khối lượng ở đây thì mình có là khối lượng gồm 3 khí không màu này, 54,08 gam muối trung hòa này. Vậy thì hoàn toàn tới đây mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của nước và từ đó mình suy ra được số mol của nước, được không nhỉ? Mình có 24,48 này, bảo toàn khối lượng nhá. Bảo toàn khối lượng. 21,48 cộng với 0,42 cộng khối lượng H24 ấy nhân 98 cộng khối lượng KNO3 là 0,02 nhân với kali là 39 cộng 62 101 thì bằng dung dịch X là 54,08 này, khí này là 3,74 này, cộng với lại m nước này. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol nước. 21,48 cộng 0,42 nhân 98 cộng 0,02 nhân 101 trừ đi 54,08 trừ đi 3,74 6,84 chia 18 0,38 mol nước. Các em nhìn không? 0,38 mol nước. 0,38 mol nước. Ok, mình ra được 0,38 mol nước. Nhá. Đấy, thấy biểu thị này trông nó dễ nhìn hơn hẳn, đúng không? Hôm nọ vẽ như vậy thì nó hơi khó nhìn. Mình ra được số mol nước là 0,38 mol. Thế giờ mình xét đến là thằng dung dịch Y này này tác dụng với NaOH.
đúng chưa? Thì ta sẽ thu được dung dịch T là gồm có là Na là 0,82, kali là 0,02, S4 2 trừ là 0,42. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta bảo toàn điện tích, được không ạ? Ở đây mình đi bảo toàn điện tích thì mình biết thừa là chắc chắn là NO3 trừ bằng 0 rồi. Hoàn toàn rõ ràng nhìn thấy, đúng không? Hoặc là như biện luận mình thấy là có hydro sinh ra thì cũng không có NO3 trừ. Thế tiếp tục mình có này, bây giờ mình có bảo toàn khối lượng nhá. Có phải là khi mình bảo toàn khối lượng thì phải là mình có này, khối lượng là 58,4 cộng khối lượng NaOH thì bằng khối lượng kết tủa cộng với khối lượng dung dịch này không? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cộng với lại khối lượng NH3 cộng nước không ạ? Ổn đúng không ạ? Được chưa? Bây giờ thầy đi bảo toàn khối lượng cái cụm này nhá. Nhìn kỹ này. Điểm mấu chốt này, bảo toàn khối lượng cái cụm này nhá, các em nhìn kỹ nhá, bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng cái cụm này thì có phải thầy được là 54,08 54,08 là toàn bộ cái cụm dung dịch X này cộng với NaOH này là 0,82 nhân 40 này bằng này khối lượng kết tủa này 26,57 này cộng với khối lượng dung dịch này là 0,82 nhân 23 cộng với lại đây ghi đây cộng với lại 0,02 nhân 39 cộng với lại 0,42 nhân 96, được chưa? Cộng với lại khối lượng NH3 cộng với khối lượng nước, đúng chưa? Thế thì tại sao lại có NH3 với nước ở đây? Tại vì bản chất là do NH4 cộng cộng OH trừ sinh ra NH3 với nước. Chỉ có phương trình này mới sinh ra NH3 với nước thôi. Thế nên là suy ra là số mol nước bằng số mol NH3, được không ạ? Số mol nước bằng số mol NH3, đây là A, đây là A, được không ạ? Cộng với lại 17A cộng với lại 18A. Vậy thì hoàn toàn đến đây mình tìm được A, đúng không ạ? 54,08 cộng 0,82 nhân 40 trừ 26,57 trừ 0,82 nhân 23 trừ 0,02 nhân 39 trừ 0,42 nhân 96 bằng chia cho 17 cộng 18 cộng 18 bằng sao lẻ mất tí. Yên thầy nhìn lại xem, đúng là khối lượng là 54, mà muối kết tủa này, dung dịch này, NH3 này, nước này, không có gì sai. Khối lượng là 54,08 này, 0,82 nhân 40 này, 26,57 này, 0,82 nhân 23 này, 0,02 nhân 39 này, 0,42 nhân với lại 32 cộng 16 nhân 4 bằng 96 này, 14 cộng 3 17 này, 18 lần A, đúng rồi. 54,08 cộng 0,82 nhân 40 trừ đi 26,57 trừ đi 0,82 nhân 23 trừ 0,02 nhân 39 trừ 0,42 nhân 96 bằng 0,35. Vừa nãy thầy bấm nhầm. 0,35 mà chia cho bằng đơn 17 cộng 18. Vậy A chúng ta bằng 0,01. A bằng 0,01. Chẳng hiểu sao nhiều lúc bấm máy tính vẫn le. Vậy thằng này bằng 0,01 ạ. Thằng này bằng 0,01 ạ. Thế thì hoàn toàn mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ ạ. Nitơ từ đây từ NH4 chú tọt hết vào trong NH3. Thế mình tìm được số mol NH4 cộng bằng 0,01 ạ. Ok chưa ạ? Mình tìm được số mol NH4 cộng bằng 0,01. Thế thì sau khi mình tìm được số mol NH4 cộng bằng 0,01 rồi thì mình giải quyết được xong cái góc này rồi. Bây giờ mình chỉ để ý đến góc này thôi. Thì lúc này mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro để mình tìm được số mol H2 trong này. Được không ạ? Đây, số mol hydro mình phải bảo toàn luôn nhé. 0,42 nhân 2. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro sang bên này. Bảo toàn hydro mình có 0,42 nhân 2 thì bằng bên này NH4 là 0,01 nhân 4. Đấy chưa? Cộng với lại 2 lần số mol H2. Cộng với lại 2 lần số mol nước là 2 nhân 0,38. Vậy thì hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol hydro. 0,42 nhân 2 trừ đi 0,01 nhân 4 trừ đi 2 nhân 0,38 bằng 0,04. Vậy chia cho 2 thì bằng 0,02. Vậy số mol hydro của chúng ta ở đây bằng 0,02 ạ. Được chưa? Ngon lành cành đào chưa? Đấy nhá, thế là sau khi mình tìm được số mol hydro bằng 0,02 nhá, xem đề bài hỏi gì. Đề bài hỏi là phần trăm thể tích của khí có phần tử khối lớn nhất thì mình chưa biết là có khí nào. Mình chỉ biết bốn khí hydro thôi ạ. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta lại có tiếp này. Khối lượng của kết tủa đi.
khối lượng của kết tủa đây. Đây là khối lượng kết tủa bằng 26,57 đây. Thế ở trong này mình có này là khối lượng của muối đây, khối lượng của muối bằng 54,08. Thì trong này mình có là kali biết rồi. Được không ạ? NH4 biết rồi, S4 2 trừ biết rồi. Thế thì thầy hoàn toàn thì có thể tìm được khối lượng của cụm Mg2 cộng, Fe2 cộng và Fe3 cộng không ạ? Hoàn toàn tìm được đúng không ạ? Hoàn toàn tìm được đúng không ạ? Và cái khối lượng của Mg2 cộng, Fe2 cộng và Fe3 cộng này cũng chính bằng khối lượng của kim loại trong X đúng không ạ? Vì kim loại trong X thì nó gồm gì ạ? Fe này, Mg này, đúng không? Và NO3 trừ. Thì nó chính bằng khối lượng của bọn này đúng không? Đây khối lượng kim loại của bọn trong Y chính bằng khối lượng kim loại của bọn trong X, bởi vì bọn này chú hết vào đây. Đúng không? Vì kali là của thằng này thôi. Nó 4 là sinh ra rồi, S4 2 trừ, vậy hoàn toàn mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của Mg2 cộng, Fe2 cộng và Fe3 cộng nhá. Mình lấy 54,08 trừ đi. 54,08 trừ đi 0,02 nhân 39 trừ đi 0,01 nhân 18 trừ đi 0,42 nhân 96 bằng 12,8. 12,8 gram. Vậy thì khối lượng ở bên trong bọn này cũng bằng 12,8 gram. Thế thì hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol NO3 trừ đúng không ạ? Hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol của NO3 trừ đúng không ạ? Mình lấy 21,48. Mình lấy 21,48 trừ đi 12,8. 21,48 trừ N bằng được bao nhiêu chia cho 62? 0,14 mol NO3 trừ. Vậy mình biết được số mol NO3 trừ bằng 0,14 rồi. Thì mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ, mình tìm được số mol nitơ trong này đúng không ạ? Tổng số mol nguyên tử nguyên tố nitơ này, bảo toàn nitơ này, bảo toàn nitơ ghi ra cho biết. 0,14 nhân 1 cộng với lại 0,02 nhân 1 thì bằng 0,01 nhân 1 cộng với lại số mol nitơ trong này. Và hoàn toàn mình tìm được là 0,14 cộng 0,02 bằng 0,16 trừ 0,01 thì bằng 0,15. Vậy nitơ trong này bằng 0,15. Ok. Thế thì hoàn toàn đến đây mình có bảo toàn khối lượng, tổng khối lượng bọn này bằng 3,74 mà nitơ bằng 0,15 mol, hiđro bằng 0,02 mol. Thì hoàn toàn mình tìm được khối lượng của oxy, từ đó mình tìm được số mol oxy. 3,74 trừ đi 0,15 nhân 14 trừ đi 0,02 nhân 2 bằng 1,6 và chia cho 16. Thì mình tìm được số mol bằng 0,1. Số mol oxy trong này bằng 0,1. Đúng không ạ? Số mol oxy trong này chúng ta bằng 0,1. Ok. Số mol oxy trong này chúng ta bằng 0,1 nhé, các em chú ý nhé. Và với số mol oxy ở bên trong này chúng ta bằng 0,1. Đấy, thế mà lại đề bài lại nói chúng ta là hỗn hợp Z có 3 khí không màu, trong đó có 2 khí có số mol bằng nhau. Thế thì vậy là ngay lập tức là chúng ta có thể suy ra được. Thực ra là cũng không thể suy ra được ngay đâu ạ. Thực ra là hoàn toàn là chúng ta không thể nào mà suy được ngay đâu, mình chỉ tìm được số mol của nitơ với số mol oxy trong khí thôi. Thế thì mình có chắc chắn một thằng là hiđro rồi, thì mình sẽ có là nitơ chia oxy thì bằng là 0,15 chia cho 0,1 thì bằng 1,5. Được chưa? 1,5 thì chắc chắn là lớn hơn 1, nên chắc chắn một thằng là NO rồi. Được chưa? Còn một thằng nó là gì? Nó có khả năng là N2O. Được chưa? Đây này. Hoặc là N2, cái đấy mình không biết được ạ. Cái đấy mình không biết được. À, mình chỉ biết là số mol của hai khí nó bằng nhau thôi. Thế thì vậy bây giờ mình phải đi xét các trường hợp sau nhá. Vậy giờ mình đi xét các trường hợp. Vậy là hỗn hợp khí của mình là có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là gồm N2O, được chưa, với NO với H2. H2 biết là 0,02 rồi, được chưa? Thế mình đặt thằng này là A, đặt thằng này là đốc, chẳng cần. Mình nhẩm luôn nhỉ, đây là tỷ lệ 1:1 mà bên vế đằng này có 1 oxy với 1 nitơ. Thôi cứ đặt AB cho các em dễ nhìn. Nhẩm được luôn đúng không các em? Đây hơn là đây là 0,15 này, trừ đi 0,1 thì thằng này xính bằng 0,05 luôn. Đúng chưa? Thì thằng còn lại nó là 0,1 trừ 0,05 là 0,05, đúng là tỷ lệ bằng nhau thật. Đúng chưa? Thế mà mình nhẩm như vậy thì mình biết được ngay nó là gì. Đây, N2O với NO là 0,05. Đúng không? H2 là 0,02. Nên mình nhẩm, còn nếu mà không em đặt AB nhá. Mình có đầu tiên bảo toàn oxy, bảo toàn nitơ cũng này. Được chưa? Thế thì bây giờ đề bài hỏi là phần trăm thể tích của khí có phân tử khối lớn nhất trong Z. Thế trong này thằng nào phân tử khối lớn nhất ạ? Thằng này là 44, thằng này 30, thằng này 2, vậy đây là thằng này phân tử khối lớn nhất. Hỏi là phần trăm thể tích, phần trăm thể tích thì ngon rồi. Phần trăm V của N2O thì bằng 0,05 chia cho 0,05 cộng 0,05
cộng 0,02 bằng 0,05 chia cho 0,05 cộng 0,05 cộng 0,02 bằng 41 nhân 100 41,6666. 41,6666. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án C. Đấy, các em thấy kinh khủng chưa? Đấy thì những cái bài đỉnh cao ấy, những bài vận dụng cao ấy thì thực ra ý nhá. À, cho vào ống cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5g mỡ lợn và 10ml dung dịch nào hát. Đây thì có cái cốc, vẽ cho chúng ta nhìn. Sorry cả nhà, thầy thì vẽ hơi xấu nhá. Đây. Cốc thủy tinh chịu nhiệt, trong lại có NaOH. Mỡ lợn thả vào thì nó nổi nhỉ. À, đun sôi nhẹ hỗn hợp liên tục khuấy đều. Đun sôi nhẹ vậy là đun trong nước nóng. Đun rồi. Đây là bước 1, bước 1 thì mỡ lợn nổi. Bước 2 đun sôi nhẹ, khuấy đều 30 phút, thỉnh thoảng thêm nước cất để thể tích hỗn hợp không đổi. Thế thì là nó sẽ xảy ra phản ứng thủy phân, gọi là phản ứng xà phòng hóa. Được chưa? Rót thêm 15 đến 20 ml dung dịch NaCl vào bão hòa nữa, khuấy nhẹ. Đấy, sau khi vào xà phòng hóa thì bọn này thì chắc chắn là nó sẽ hòa thành một rồi. Đúng chưa? Bởi vì là mỡ lợn là nó gì nhỉ? RCOO tất cả 3 lần C3H5 mà cộng với lại NaOH thì nó tạo thành RCOONa cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần, đúng không? Thế thì ban đầu tiên là nó nổi, đúng không? Sau đó thì thêm cả NaCl vào. Sau phản ứng xong nhé, đun nóng xong thì nó hòa tan thành một. Sau đó nếu mà thầy thêm NaCl vào thì NaCl với mục tiêu là gì ạ? NaCl là muối thêm vào nước để làm gì ạ? Muối thêm vào nước để tăng độ mặn. Nhiều đứa bảo thầy ơi, muối thêm vào nước để tăng độ mặn ạ? Không phải ạ. Muối thêm vào nước ở đây để làm gì ạ? Để bởi vì muối này nó sẽ làm cho tăng cái khối lượng riêng của nước lên ạ. Nên là phần dung dịch nó sẽ chìm xuống. Nó sẽ thành ra phân lớp ạ. Phần dung dịch nó sẽ chìm xuống, đúng không? Phần này xà phòng sẽ nổi lên ạ. Ok, hiểu không ạ? Đấy. Thế nhá. Thế vậy ở đây đề bài bảo này. Đây đề bài bảo này. Cho các phát biểu sau. Sau bước 3 thì thấy có một lớp chất rắn màu trắng chứa muối natri của axit béo nổi lên. Đấy, chính xác ạ. Vai trò dung dịch NaCl bão hòa bước 3 là để tách muối natri axit béo ra khỏi hỗn hợp. Chính xác luôn. Đấy thì lúc này nó như thầy đã nói thì NaCl vào nó làm tăng cái trọng lượng riêng của dung dịch xuống, đúng không? Thì thành nó nặng xuống thì chìm xuống, còn xà phòng nổi lên. Ở bước 2 nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. Chính xác tiếp, đúng không? Nếu mà chúng ta mà không thêm nước cất ấy thì là hỗn hợp bị cạn khô và hỗn hợp bị cạn khô thì thủy phân thì nó cần phải có sự phản của nước, thủy là nước. Bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng sau kinh nghiệm. Bước 3 vẫn xảy ra tương tự sai. Mỡ lợn thì có C, có H, có O chứ còn dầu nhớt là có C, H thôi thì cái này nó không thể xảy ra được ạ, bởi vì nó không thủy phân ạ. Trong công nghiệp, phản ứng và thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glycerol. Trong công nghiệp thì đúng, chính xác. Chuyên dùng để sản xuất xà phòng và glycerol, chính xác. Vậy phát biểu đúng là mình có 1, 2, 3, 4 ạ. 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? 4 phát biểu đúng nhá. 4 phát biểu đúng B. Ok chưa? Xíu nhá. Đây à, chất X đây, công thức là CnH2n cộng 4O4N2 này. Chúng ta nhìn cái công thức này thì mình sẽ biết được rằng là thằng này là có mấy oxy nhỉ? Thằng này là có 4 oxy, vậy nó phải là axit hai chức, đúng không? Đây nhá. Mà tiếp tục là nó sinh ra được C2H5NH2. Và bởi vì nó sinh ra được là C2H5NH2 nhá, thì chắc chắn là nó phải là muối của thằng C2H5NH2. Đây, vậy là suy ra là cái công thức thằng X của chúng ta có dạng là RCOH3NCH2 tất cả C2H5 tất cả hai lần. Ok. Tiếp tục là với cái thằng này thì mình có nó là O2N2, đề bài nói chúng ta là muối của amino acid. Bởi vì nó là muối amino acid nó phải có dạng là H2N R phải COH3NCH5. Được chưa? Bởi vì nó đều sinh ra CH5. Thế lúc này mình đi bảo toàn cái thằng CH5 thì mình có đây là 2 nhân 3 thì là 6A. Được chưa? 6A nhá. Cộng với này. Cụm này là 5A thì đây là cộng với 5A nữa. Vậy hoàn toàn mình tìm được đây là 6A cộng 5A là 11A. Đây bằng 11A. Vậy đến đây mình tìm được A bằng 0,22 chia cho 11 thì bằng 0,02. Vậy đến đây mình tìm được là 3 thì bằng là 0,02 nhân 3. 0,02 nhân 3 thì bằng 0,06. Ok chưa ạ? 0,02 nhân 5 thì bằng 0,1. Được chưa ạ? Thế đề bài nó là muối nha. Giờ đề bài hỏi là muối. Được chưa ạ?
Thế giờ là muối chúng ta phải gồm những cái gì? R COONa 2 lần, số mol là 0,06. Với lại H2N RCOONa 0,1. Và mình biết khối lượng của nó bằng 21,66 rồi. Vậy thầy sẽ được R cộng với 67 nhân 2 nhân 0,06 cộng với 16 cộng 67 cộng R nhân 0,1 bằng 21,66. Đấy chưa? Một thằng đây là R, thằng này dưới này là R phải ạ. R phải. Vậy hoàn toàn ở đây ta sẽ được 0,06R cộng với 67 nhân 2 nhân 0,06 bằng 8,04 cộng với 16 cộng 67 83 nhân 0,1 bằng 8,3 cộng với R phải nhân với 0,1 thì bằng 21,66. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ có là 0,06R cộng với 0,1R phải thì bằng 21,66 trừ đi 8,3 trừ đi 8,04 bằng 5,32. 5,32. Được chưa? Thế giờ mình nhân lên đi. Nhân lên thì mình sẽ được là thằng này là tất cả thì đều nhân lên. Nhân lên với đây là nhân lên bao nhiêu nhỉ? Nhân lên với lại 100, nhân lên với 50. 0,06 và nhân với 50. 3. 3R 0,1 nhân 50. 5R phải thì bằng 5,32 nhân 50. 266. Được chưa? Thế thì đến bây giờ thì mình bắt buộc mình phải tính thử thôi. Không còn cách nào khác ạ. Chỗ này mình không còn cách nào khác ạ. Mình bắt buộc là phải đi biện luận ạ. Biện luận R với R phải ạ. Thế thì ở đây thì thầy sẽ ưu tiên đi biện luận theo thằng R nhá. Bởi vì thằng R này nó là đuôi nó có 2 mà. Thì thằng R này, thằng R thì nó có thể là có các cái giá trị, ví dụ CH2 là 14. Đúng không? Nó là bội của thằng này thôi. 14 này, 28 này, 14 này, 28 này, 42 này, cộng với lại 14 nữa là 42 này. Được chưa? Thằng R phải thì đến đây mình tìm được các giá trị của R phải. 266 trừ đi 14. 252 quá to đúng không? 266 mà trừ đi 28. 266. Đó, sorry, nhầm. 266 trừ 3 nhân 14. 224 quá to. Tiếp tục 266 trừ đi 3 nhân 28. 182 vẫn. À, còn chia cho 5 nữa. Lẻ. Thằng này chia 5 lẻ. Xem nhá. 266 trừ đi 3 nhân 42 bằng 140 này. Chia 5 này. Ngon, 28. Chẵn, vậy lấy cụm này luôn. Vậy suy ra R bằng 42 chúng ta thì nó là gì nhỉ? C3H6. Còn 28, R phải 28. Vậy nó là C28 là 14. C2H4 à? C2H4. Được chưa? Vậy thì mình suy được luôn thằng X của chúng ta. Suy ra luôn cái anh này. Để ghi ra dưới này chính bằng R bằng C3H6 nên nó là C3H6 này, COO này, H3N này, C2H5 này, tất cả hai lần. Còn đằng dưới này chúng ta sẽ là H2N này, C2H4 này, COO này, H3N này, C2H5. Được chưa? Thế thì thằng này là bằng 0,06 ạ. Thằng này là 0,1 ạ. Mình vừa giải xong ạ. Để bài bảo chúng ta là phần trăm khối lượng của X trong E. X là thằng trên. X đây, đến đây mình tìm được phần trăm khối lượng. 0,06 nhân với mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 6 cộng mở ngoặc đơn 44 cộng 17 cộng 29 nhân 2 bằng chia n cộng 0,1 nhân 16 cộng 28 cộng 44 cộng 17 cộng 29 đóng ngoặc đơn bằng 0,498 nhân 100 49,85%.
49,85. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 49,85% này, các em nhìn rõ chưa? Thực ra thì nó cũng không quá khó đâu. Không quá khó đâu. Câu này vì nếu mà so với cái câu mà cái câu 78 này với lại cái câu số 77 này mà so với câu điện phân và so với câu vô cơ siêu khó vừa nãy thì thực sự là nó dễ hơn. Nếu mà làm được, em nên chọn là làm hai câu này trước. Đúng chưa? Nó cũng chắc chắn nó dễ hơn câu 79 nhá. Thầy khẳng định là chắc chắn nhá. Thôi câu 79 giải cho biết thôi. Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở tạo bởi axit carboxylic. Nếu thầy là người đi thi thì anh bỏ câu này. Được chưa? Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở đều tạo bởi axit carboxylic với ancol. Ignore đơn trước. Ancol ignore đơn trước ạ. Ancol ignore đơn trước. Xem nó có nói gì ancol không? Thường cho ancol X3 no đơn trước thì nó sẽ có nói gì đó về ancol. Đây thầy cứ tổng hợp ra đây nhá, cho dễ nhìn nhá. E này. 3 este này. Tạo bởi ancol này. Tạo bởi ancol X no đơn Y không no đơn 2P Z no hai chức. Rồi 0,2 mon E phản ứng vừa đủ với NaOH thu được 12,88 gam hỗn hợp ban côn cùng dãy đồng đẳng. À thế là có nghĩa rằng là ở đây nó không phải là nói ancol ạ. Vừa nãy chúng ta vừa đọc vừa hiểu sai đề bài. Chấm phẩy ạ. Thế này nó mới đúng ạ. Đúng không ạ? Hỗn hợp E gồm 3 este X Y Z trong nó X no đơn Y không no đơn trước phân tử 2 pi không no đơn 2P Z no 2 chức no 2 chức và tất cả bọn này đều tạo bởi axit với ancol. Được chưa? Cho 0,2 mon E. Đọc cái này xuống. Cho 0,2 mon E. Phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH. Thu được 12,88 gam hỗn hợp ban côn cùng dãy đồng đẳng. Ban côn cùng dãy đồng đẳng. Thế ngon rồi. Thế ngay tức ở đây chúng ta suy ra được luôn là số mol ăn côn nhỉ. Là bằng 0,2. Được chưa? Và 24,28 gam hỗn hợp T. 3 muối. 24,28 gam. Đốt cháy toàn bộ T thì cần dùng vừa đủ oxy là 0,175. Thu được Na2CO3 CO2 H2O. Số mol của nước bằng 0,055 phần trăm khối lượng X trong E có giá trị gần nhất. Đây. Đây thầy vừa tóm tắt ở đây rồi. Ok, chúng ta nhìn nhá. Thế thì với cái bài này. Với cái bài này khá là khó chịu như này. Đúng không? Thì thầy nghĩ rằng là chúng ta nên phải sử dụng cái phương pháp quy đổi. Nhá. Là dùng phương pháp quy đổi là phương pháp mà thuộc dạng là nhanh nhất rồi. Thế mình nên quy đổi cái thằng T này. Để giải dễ nhất bởi vì chỗ T này rất nhiều dữ kiện, khối lượng muối này, oxy này, nước này. Đúng không? Thế thì ở đây thầy đi quy đổi T thành quy đổi T thành hỗn hợp gồm CO2 này, natri này, carbon này và hydro. Thế thì ngay tức thầy hoàn toàn thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì được là 0,055 nhân 2. Thì anh này là bằng 0,11 luôn đúng không? Tiếp tục là do trong này là Na2CO3 này xong với cả CO2 nữa thì hoàn toàn cái chỗ này người ta luôn luôn có rằng là
mình do đây là N2SO3. N2SO3 thì nó thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Bởi vì là đây nó là cái tỷ lệ là Na2 là một thằng natri, à đâu, hai thằng natri ăn một thằng CO3 đúng không? Thế thì mình cứ đặt thế này đi cho dễ. Mình cứ đặt là số mol của thằng CO2, bởi vì là sau này thì cái thằng muối này này, thằng muối này thì là nó sẽ có dạng là COONa ấy. Các em hiểu không nhỉ? Do nó có dạng COONa nên mình cứ đặt là thằng natri này là A thì thằng này cũng là A đi. A. Đúng chưa? Và A còn carbon này dư ra là B. Được không nhỉ? Carbon này dư ra là B nhá. Carbon dư ra là carbon ở gốc. Carbon ở gốc là nó dư ra. Hiểu không? Đây, cái thằng cái này là carbon ở gốc này. Đây là carbon ở gốc. Còn carbon này là ở cái đầu là COONa. Và thằng này cũng nằm ở trong ở cái COONa, hiểu không? Đấy, thế nên là bởi vì đều ở trong COONa, thế nên là tỷ lệ nó bằng nhau này. AA. Thằng này ở gốc thì nó ví dụ R đấy thì là B. Đây, hero đây. Ngon chưa? Thế thì chúng ta có khối lượng của muối. Mình có mở muối bằng là 24,28. 24,28 thì chính bằng khối lượng của này đúng không? 44A cộng với lại 23A cộng với lại 12B cộng với lại 0,11. Thế mình có một mối quan hệ nhá. Một mối quan hệ. Được chưa? Thế nên đây mình đi bảo toàn electron được không? Đây là một cái phương trình bảo toàn. Phương trình thứ hai mình bảo toàn electron. Bảo toàn electron nào nhỉ? À, bây giờ là thằng carbon trong này là carbon dương 4 đúng không? Đấy, tất cả bọn này biến thành thằng này. Thì trong này đều là carbon dương 4, vậy là 0, 0A. Natri trong này là natri 0. Được chưa? Natri trong này là natri 0. Cuối cùng nó biến thành natri bao nhiêu? Dương 1. Vậy là nhiều 1E, đúng chưa? Vậy là cộng với lại 1A. Cộng với carbon này carbon 0 nên carbon dương 4, vậy là cộng với lại 4B. Được chưa? Tiếp tục này. Cộng với hydro này hydro 0 lên hydro dương 1, vậy là 0,11. 0,11 nhân 1 thì bằng bằng oxy ạ. Oxy là oxy về oxy 0 về oxy trừ 2 ạ. Vậy là về là 2, 2 nhưng mà đây là O2, vậy là 2 nhân 2 là 4. Nhân với lại 0,175. Thế giải cái hệ này mình tìm được AB ạ. Đấy, một bài hữu cơ và lại ứng dụng cả vô cơ ở đây. Thế mới kinh. Mình có nhá. 44 cộng 23. B là 12. 24,28 trừ đi 0,11. Được chưa? A2 này. 0A cộng 1A vậy là 1 bằng 4 bằng 4 nhân 0,175 trừ đi 0,11 bằng A mà 0,35, B mà 0,06. 0,35. Giao làm mấy cái câu mà vận dụng cao này thì cái điều mà thầy sợ nhất là bấm hết âm. Run cực, thề luôn. Thề với các em run dã man luôn. Thế thì điều mà A bằng 0,35 đấy. 0,35. B bằng 0,06. Được chưa? Giải xong này chưa xong đâu ạ. Giải xong này chưa xong đâu ạ. Ở đây chúng ta lưu ý nhé. Nhìn này. Đơn chức hai chức. Đúng chưa? T gồm 3 muối. Đúng chưa? Thế vậy thì hỗn hợp T của chúng ta thì gồm có chia thành hai bọn, một bọn là muối đơn. Muối đơn là RCOONa. Một bọn là muối đôi, đây là R trung bình nó gồm hai thằng. Hai thằng này của thằng X với Y đấy nhá. Thằng X với thằng Y là do đều là no đơn nên nó tạo ra muối đơn là R trung bình CONa. Còn thằng Z này là no hai chức, đúng chưa? Nên nó sẽ tạo ra thành là thằng R COONa tất cả hai lần, được chưa? Thế mình đặt thằng này là x, đặt thằng này là y được không ạ? Được chưa? Thì hoàn toàn mình sẽ có cái hệ phương trình là x cộng y là tổng số mol muối, đúng không? Tổng số mol muối x cộng y thì phải bằng 0,2 không ạ? Tổng số mol là 0,2. Thì ở đây chúng ta có hệ là x cộng y thì bằng 0,2 nhá. Phương trình thứ hai ạ. Phương trình thứ hai mình bảo toàn natri ạ. Bảo toàn natri thì đây là x cộng với 2y. Thì bằng natri ở đây mình tìm được rồi ạ, 0,35. Mình hoàn toàn đây là mình tìm được x. Mình tìm được y. 0, x trừ x hết, 2y trừ y thì còn y. 0,35 trừ đi 0,2 bằng 0,15. 0,2 trừ 0,15 thì x bằng 0,05. Đấy chứ? X bằng 0,05 nhá. Ngon chưa? Thế thì hoàn toàn mình thấy này.
hoàn toàn mình thấy này, thằng y này là 0,15 này, thằng x này bằng 0,05 này, mình thấy này 0,15, 0,15 này lớn hơn 0,06 đúng không ạ? 0,15 này lớn hơn 0,06 nên dẫn đến điều gì ạ? Mối đôi là không còn carbon ở trong gốc nhé. Chứ nếu mà mối đôi mà còn carbon trong gốc thì chỗ này nó phải là 0,15 nhân 1 thì nó phải là 0,15 cơ, đúng không? Vậy suy ra mối đôi không còn carbon trong gốc nhé, thế là 0,15 lớn hơn 0,06, suy ra mối đôi không còn carbon trong gốc. Vậy ngay tức mình suy ra mối đôi luôn, COONa hai lần, số mol là 0,15. Xong rồi cháu nhá, xong rồi cháu, mình mới ra được một cháu mối đôi thôi ạ. Vậy thì ở đây mình sẽ tìm được rằng là số hydro ở trong hai mối còn lại, số hydro ở trong hai mối còn lại đúng không, thì có phải anh này là 0,11 đúng không, mà tổng số mol hai mối còn lại là 0,05 đúng không, đúng không? Vậy mình tìm được số hydro trung bình, hydro trung bình trong hai mối còn lại. Sẽ là bằng hydro đây là 0,11 chia cho số mol hai mối là 0,05, hai mối đơn đấy. 0,11 mà chia 0,05. hai phẩy hai. Vậy là một thằng phải nhỏ hơn 2,2, một thằng phải lớn hơn 2,2. Nhỏ hơn 2,2 nhưng mà không thể là không được, bởi vì là làm gì có thằng mối đơn nào mà có không. Vậy có thể là có một, có hai thì không ạ. Mối đơn mà có hai hydro, mối đơn mà có hai hydro không có, bởi vì là thường nó chỉ có là HCOONa CH3COONa thôi các em, đúng không? Thế thì hoặc là có một hoặc là có ba, đây là nhỏ hơn 2,2, vậy thì chắc chắn thằng này là HCOONa rồi. Được chưa? Thế là một mối là CONA. Thế vậy là hoàn toàn đến đây bây giờ là thầy tìm được nhá. Ba mối của thầy thì trong này thì đã có xác định được một thằng là HCOONa, một thằng là COONa tất cả hai lần với số mol của nó là 0,15 rồi. Được chưa? Vậy là còn một thằng là RCOR'COONa. Được không? Được không ạ? Giờ đi tìm nó. Bây giờ đi tìm thằng R phải là nó là thằng nào, nó công thức như thế nào ạ, thì mình mới làm được ạ. Không là đến đây là vẫn tịt ạ. Giờ mình mục tiêu mình đi tìm thằng R phải, mà số mol nó biết là 0,05 và khối lượng thì biết là bằng 24,28. Biết là 24,28, thế thì mình có là mình tìm được khối lượng của bọn muối này luôn. 24,28 trừ 0,15 nhân với 67 nhân 2 4,18. Mà số mol của bọn muối này thì bằng 0,05. Vậy mình tìm được khối lượng trung bình bằng 4,18 chia 0,05 83,6. 83,6. Vậy thì ta có này 83,6 thì chắc chắn nó lớn hơn HCONA rồi, bởi vì HCONA của chúng ta nó là chỉ có bao nhiêu thôi ạ? Nó chỉ có là thằng HCONA của chúng ta thì nó chỉ có là bao nhiêu nhỉ? HCONA của chúng ta thì nó chỉ có là bằng 68 thôi. HCONA chúng ta bằng 68. Thế còn một thằng còn lại là R. Bây giờ đi tìm R. Tìm R và chúng ta phải tìm được số mol của R nữa. Thế thì ở đây mình lưu ý nhé, lưu ý kỹ này, có một kỹ năng để mình tìm này. Nhìn này, mình tìm được carbon dư ở đây 0,06 đúng không ạ? Đây carbon ở gốc ạ. Trong này có carbon ở gốc ạ? Không ạ. Trong này cũng không có carbon ở gốc. Vậy carbon ở gốc chỉ nằm trong RCONA. Vậy là số mol carbon ở trong gốc RCONA thì nó sẽ chính bằng là 0,06. Mà mặt khác, thằng no đơn thì đây là thằng HCONA rồi. Thằng này CONA, vậy chắc chắn thằng này là nó sẽ dạng là thằng no đơn là HCOO rồi. Thằng này sẽ là COO gì đó rồi. Đúng không? Tất cả hai lần R phải gì gì đó rồi, hai lần rồi. Gì đấy, gì đấy. Thế vậy suy ra thằng này, vậy thì y không no đơn mà 2 pi. Đơn là 2 pi, thế thì cái đơn trước của nó là có 1 pi rồi. Vậy thì ở bên trong gốc y này nó phải có 1 pi nữa.
Và do ở bên trong gốc Y này có một pi nữa, nên mình phải dự đoán nó là gì. CH2 nối đôi CH CONa. Và như vậy là mình sẽ tìm được carbon bên trong gốc này của nó là bằng 2. Giả sử bằng 2 thì nó sẽ là 0,06 chia cho 2 thì bằng 0,03. Đúng rồi, đúng không? Mà tổng nó bằng 0,05, vậy thì thằng này bằng 0,05 chứ 0,03 bằng 0,02. Bấm thử xem khối lượng đúng không nhá. 0,03 nhân với 14 cộng 13 cộng 67 bằng cộng 0,02 nhân với 68 bằng 4,18. Đúng, chính xác luôn. Vậy đây, vậy là thầy đến đây thì chốt được là nó gồm 3 muối. HCOONa 0,02 CH2 nối đôi CH COONa 0,03 COONa 2 lần 0,15. Mới ra được 3 muối rồi các em ạ. Mới ra được 3 muối rồi nhá. Làm tiếp. Thế thì hoàn toàn thì bây giờ thì mình đã khẳng định được là tất cả các bọn này là no đơn này, no hai chức này, không no đơn, vậy thì điều này chứng tỏ rằng là thằng ancol chúng ta phải là ancol no. Đúng chưa? Hoàn toàn ở đây dẫn đến một điều rằng là ancol chúng ta phải là ancol no. Đúng không? Không thể loại bỏ được gì nữa. Ancol no thì suy ra ancol này của mình là ancol no. Thế bây giờ mình đi giải đến ancol, quy đổi ancol. Quy đổi ancol. Nhá. Thì ở đây ancol chúng ta là 12,88 3 ancol no, thì mình quy đổi nó về thành là CH3OH với lại CH2. Ok. Để cho quy đổi 3 ancol chúng ta về là CH3OH với lại CH2 nhá. Thế thì CH3OH thì mình tìm được số mol của nó bằng bao nhiêu. Sau khi mình quy đổi được là 12,88 gam 3 ancol no về CH3OH thì mình phải tìm được là số mol chức OH của nó bằng bao nhiêu nhá. Thì mình phải tìm được số mol chức OH của nó bằng bao nhiêu, thì mình sẽ có là số mol chức OH của nó. Đây, thằng này là đơn này, thằng này đơn này, thằng này không no đơn này, không no hai chức. Vậy mình tìm được số mol chức OH của nó này là chính là bằng số mol đây 0,02 này nhân 1 cộng với 0,03 nhân 1 cộng 0,15 nhân 2. 0,02 nhân 1 cộng với lại 0,03 nhân 1 cộng với 0,15 nhân 2 bằng 0,35. Anh này bằng 0,35. Số mol nhóm CH2, số mol nhóm CH2 dư ra. Đây là số mol nhóm CH2 dư ra nhá. Số mol nhóm CH2 dư ra thì mình tìm kiểu gì? Thì mình tìm bằng cách là lấy khối lượng này trừ đi 12,88 trừ đi 0,35 nhân 32 bằng chia 14 bằng 0,12 mol. Đấy chưa? Thì vậy nên là mình sẽ có là thằng X của chúng ta này. Suy ra thằng X ba cái thằng, một thằng là HCOO này, CH3 này, ngậm thêm XCH2 này. Được chưa? Số mol nó là 0,02. Thằng tiếp theo là thằng C2H3 COO CH3 ngậm thêm Y thằng CH2. Số mol là 0,03. Thằng cuối cùng thằng Z là COO CH3 2 lần ngậm thêm 2. Thực ra là ngậm thêm Z thằng CH2. Z thằng CH2. Số mol là 0,15. Thế thì ngay lập tức mình sẽ có cái số mol CH2 này bằng 0,12 này, mình sẽ có là 0,12 thì bằng 0,02 nhân X cộng 0,03 Y cộng 0,15 Z. Một phương trình nhá. Được chưa? Một phương trình. Ok chưa? Thế bây giờ mình nhân hết lên nhá. Mình nhân hết lên cho nó tròn. Thế bây giờ mình có này 0,15Z. Thế mình nhìn này 0,15Z và đây là 0,12 thôi. Vậy nên chắc chắn là Z bằng 0. Vậy chỉ còn XY được. Vậy là mình có 0,12 thì bằng 0,02X cộng 0,03Y. Vậy mình nhân 100 lên, 12 thì bằng 2X cộng 3Y. Vậy đây mình sẽ có XY. X mà bằng 1 thì 12 trừ 2 là 10, không chia hết. X bằng 2 thì 12 trừ 4 bằng 8, 8 không chia hết. X bằng 3, 2 nhân 3 là 6, 12 trừ 6 là 6, Y bằng 2. Vậy chỉ có nghiệm X bằng 3, Y bằng 2 là thỏa mãn.
Được chưa? Với x bằng y, với x bằng 3y bằng 2 thì suy ra mình sẽ có 3 muối của mình gồm HCOO này, CH3 này, 3 thằng x. HOOCH3 3 thằng, nó là sẽ là C4. Vậy anh này nó sẽ là HCOC4H9. C4H9. Tiếp tục là anh này là C2H3 COO, C3 thằng này Y2. Vậy nó là C3 cộng 2 là C3H7. Và cuối cùng Z là COO CH3 tất cả hai lần 0,02, 0,03, 0,15. Tính chưa? 02, 03, 015. Đây bài hỏi là phần trăm khối lượng của x trong e có giá trị gần nhất. Cái thằng x thằng đầu tiên đây. Được chưa? Thế mình tìm được phần trăm khối lượng, mình tìm khối lượng luôn. 0,02 nhân với 1 cộng 44 cộng 12 nhân 4 cộng 9 bằng chia cho tổng khối lượng n cộng 27. 0,03 nhân 27 cộng 44 cộng 12 nhân 3 cộng 7 cộng với 0,15 nhân anh này là 44. 44 cộng 15 nhân 2 bằng nhân 100. 8,8% thì gần bằng 9 đúng không? 88% gần bằng 9. Đáp án đúng đáp án A. Ok. Đấy, toàn bộ câu vô cơ à, câu hữu cơ. Câu hữu cơ lớp 12 siêu khó. Thế vậy là chúng ta xong bài tập ở đây. Giờ thầy chữa câu 80 nhé. Trong quá trình bảo quản một mẫu muối FeSO4 ngập 7 nước. Có khối lượng mg bị oxy hóa bởi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các chất của sắt 2 và sắt 3. Fe2 cộng Fe3 cộng hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dịch loãng có chứa H2O4 0,02 mol thì thu được 100ml dung dịch Y. 100ml. Thí nghiệm 1 cho lượng dư vào 225ml. 25ml thì bằng bao nhiêu nhỉ? 25ml thì là bằng 1/4 đúng không? Thế rồi mình nhân hết lên với 4 đi để lấy cái số liệu này cho tròn nhá. Mình nhân hết lên với 4 nhá. Mình nhân với 4. Vậy là đây thành 100 này. Thằng này nhân với 4 lên thì cái kết tủa nó phải nhân 4. 25 thì thằng này nhân 4 lên. Thì thằng Z này cũng phải nhân với 4 lên. Được chưa? Thế thì nhỏ từ từ thằng này vào Z. Thu được vừa đủ hết 22 lít, 22ml. Thế là nhân 4 lên nốt. Ok. Thế là thí nghiệm 1 mà cho lượng dư BaCl2 vào thì thu được 233 gram kết tủa. Thế bây giờ thì có là cái dung dịch Y này của mình đã này. Vậy dung dịch Y này của mình là trong này là nó có SO4 rồi. Thì đặt thằng này là A đi. A mol. Được chưa? Vào đây thì tổng số mol này, này là A. Và có cả gốc SO4 2 trừ cũng là A. Được chưa? Tổng số mol là A. Và số mol S4 2 trừ cũng là A. Ok, đây S4 2 trừ tạo thành dung dịch Y. Vậy dung dịch Y của chúng ta là gồm, dung dịch Y của chúng ta là gồm Fe2 cộng ạ, Fe3 cộng ạ, tổng số mol bọn này là A mol, với lại SO4 2 trừ ạ. SO4 2 trừ ở đây nó sẽ là A cộng 0,02. Được chưa? Được chưa? A cộng với lại 0,02 nhá. Thế thì đến đây bây giờ thầy sẽ xuống dưới này, thầy sẽ làm tiếp là vậy là dung dịch Y của thầy bao gồm này sắt 2 cộng sắt 3 cộng S42 trừ là A cộng với 0,02 ạ. Cho lượng dư BaCl2 vào 25 nhân 4 100 dung Y thì thu được 233 nhân 4 gam kết tủa. Vậy bây giờ là cho BaCl2 là cho Ba2 cộng ạ. Bản chất nó là cho Ba2 cộng ạ. Bản chất của nó là cho Ba2 cộng ạ. Cộng với lại Ba2 cộng dư ạ. Thì mình thu được kết tủa là BaSO4 ạ. Thế thì mình tìm được ra là số mol S4 luôn đúng không? 4 nhân 200 2,33 thì là khối lượng của nó là 4 nhân 2,33. Chia 233 0,4 mol. Thế thì ngay lập tức mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh đúng không? S4 chui đây, S4 chui đây. Vậy anh này bằng 0,04.
Vậy suy ra A chúng ta là bằng 0,02. Được không ạ? Vậy ở đây mình có anh này bằng 0,02. Suy ra anh này cũng bằng 0,02 luôn ạ. Ngon lành cành đào chưa? Thế thì hoàn toàn mình suy được khối lượng luôn. Để bài hỏi khối lượng ạ. À, giá trị của M. Thế mình tìm được khối lượng luôn, 0,02 nhân phân tử khối luôn. Dễ không ạ? 56 cộng 96 cộng 7 nhân 18 bằng 5,66. 5,66 là mình loại được hai đáp án này rồi. Nếu mà đi thi là làm đây là cười lắm rồi. Lúc này là gần hết giờ rồi. Gần hết giờ làm đây là mẹ chọn được 50-50 là cuộc đời nó lên tiên rồi. Nhá. Tiếp tục. Bây giờ là nhỏ từ từ KMNO4 vào Z đến khi phản ứng vừa đủ. À, bây giờ nhỏ từ từ KMNO4 thì ngon tiếp. Bây giờ là cho thằng này tác dụng với KMNO4 này. Thế bài này dễ. Thì mình tìm được số mol là 22 nhân 4 0,022 nhân 4 nhân với 0,04 ra là số mol là bằng 3,52 nhân 10 mũ trừ 3. 3,52 nhân 10 mũ trừ 3. Thế thì các em nhớ này, là thằng KMNO4 này thì nó ăn cái gì ạ? Thằng sắt 3 cộng thành KMNO4 thì ở đây có Mn dương 7 là số xóa cao nhất ạ. Mn dương 7 là nó có tính hút xóa mạnh thì nó không ăn thằng sắt 3 cộng được ạ. Nó không ăn S42 trừ ạ, nó chỉ ăn sắt 2 cộng được. Được chưa? Để tạo thành là gì ạ? Sắt 2 cộng cộng với lại Mn2 cộng ạ. Và đây biết là số mol nó phản ứng rồi nhá. Thế hoàn toàn mình có bảo toàn E. Mình có này, sắt 2 cộng lên sắt 3 cộng. Số mol của sắt 3 cộng, sắt 2 cộng đi thì bằng Mn dương 7 với Mn dương 2 là 5 lần nhân với số mol KMNO4 là 3,52 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol sắt 3 cộng luôn, sắt 2 cộng luôn. Sắt 2 cộng ban đầu nhân 5. 0,0176 ạ. Cái số này quen thế nhỉ? Hình như là cái số này hay làm trong phòng thí nghiệm. 0,0176, vậy đề bài hỏi là phần trăm số mol sắt 2 đã bị oxy hóa. Thế thì mình có đây là 0,0176 mà tổng số mol sắt này hay là tổng số mol sắt này thì nó là bằng 0,02 ạ. Thì mình có là 0,176 chia cho 0,02 bằng nhân 100 88% ạ. 88%. Vậy đáp án đúng của chúng ta. À sorry, đây là cái gì? Đây là sắt 2 lên sắt 3 đã bị oxy hóa trong không khí ạ. Đã bị oxy hóa thì ở đây mình có là sắt 2 cộng là bị oxy hóa. Từ từ đã nhá. Nhìn thật kỹ nhá. Thế thì ở đây là mình tìm được là số mol của sắt 2. Đúng không? Thế là ra được số mol sắt 2 trong này là bằng 0,176. Thì suy ra là phần trăm sắt 2 trong này là 0,0176 ạ. Thì suy ra là thằng sắt 2 cộng, lưu ý này, đề bài này, Fe2 cộng đã bị oxy hóa. Nếu mà thầy là người ra đề thì phải cho một cái 88. Ôi đứa tôi. Lưu ý là từ đã bị oxy hóa có nghĩa nó chuyển thành sắt 3 cộng ạ. Được chưa? Vậy mình vừa tìm được là 88% này, 88% là sắt 2 cộng còn nguyên. Thế thì mình phải lấy 100 trừ đi thằng đấy thì mới ra được là số mol nó biến thành sắt 3 cộng ạ. Là 12%. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta phải 12%, đáp án đúng chúng ta là đáp án gì?